Chương 3420, người cũng tìm mạnh hơn. Người đủ à, Ninh Lập nhìn về phía Liễu Thiện Anh, hừ khẽ nói, bằng không, người cùng ta so vạch khoa tay. Liễu Thiện Anh nghe đến lời này, lại là cười nhạo một tiếng. Ta không cùng kẻ bại so với, muốn so sánh, cũng là cùng bên thắng so với. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Thiện Anh ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nghe nói Mục sư đệ năm đó ở Nhân Đạo Viện bên trong, nhưng cũng là nhân vật hô phong hoán vũ đâu. Liễu Thiện Anh giờ phút này cười nói, không biết chiến thắng Ninh Lập Mục sư đệ, có dám theo hay không ta Liễu Thiện Anh nhất chiến đâu. Lời này vừa nói ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Liễu Thiện Anh thể hiện rõ chính là vì Mục Vân mà tới. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là có thể nhìn ra được. Mục Vân nhìn về phía Liễu Thiện Anh, cười cười, tốt. Vào giờ phút này, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập ba người muốn ngăn trở, thế nhưng lại là từng cái ngậm miệng không nói. Mục Vân có thể, bọn hắn tin tưởng, tự nhiên có dũng khí. Mục Vân nhìn về phía Liễu Thiện Anh, khẽ cười nói, Liễu sư huynh, cái này vô duyên vô cớ giao thủ, kích phát không ra đại gia đấu trí, không bằng tới điểm tặng thưởng. Thánh Ngọc Tệ, đối với chúng ta Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử đến nói, 10 điểm chân quý. Một trận 1.000 vạn Thánh Ngọc Tệ, đánh cược hay không? Lời này vừa nói ra, Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt sáng lên. Đưa tới cửa cừu non, không làm thịt thì phí. Đã như vậy, tự nhiên là không có vấn đề. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân, nói chỉ là, người có 1.000 vạn Thánh Ngọc Tệ sao? Mục Vân nhìn về phía Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng cùng Ninh Lập 4 người. Ta cho ngươi, Tỉnh Tử Dương cười nói, sư huynh thân là giới trận sư, còn có thể kiếm được Thánh Ngọc Tệ. Hai đại viện đệ tử, sử dụng đều là Thánh Ngọc Tệ, dựa vào Thánh Ngọc Tệ, là có thể đủ đến tọa đạo nhai tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Giới trận sư, trợ giúp dựng trận pháp cùng tu sửa trận pháp, tự nhiên là có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này đến nay, Mục Vân càng không thời gian, đi làm những nhiệm vụ này, kiếm lấy Thánh Ngọc Tệ. Cái này chính Liễu Thiện Anh tìm tới cửa làm náo động, kia liền hố một ít là một ít. Nếu không ngày sau, Ô Linh Lung cùng Thiên Vũ Ảm thủ hạ những cái kia muốn nịnh bợ làm bọn hắn vui lòng giới thánh, đều đang tìm hắn phiền phức, hắn có thể không chịu nổi. Tìm phiền toái có thể, phải giao ra Thánh Ngọc Tệ đến đánh cược mới được. Vào giờ phút này, Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân. Tại hắn thân bên cạnh, Tề Thanh Tuyết sắc mặt âm trầm. Hai người, từ từ leo lên thiên địa đài, khí thế từ từ bốc lên. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nhìn một chút kia một mặt tràn đầy kỳ vọng Tề Thanh Tuyết, cười cười nói, Kỳ Hàm muốn giết người, bị người giết, tài nghệ không bằng người, chết thì thôi, ngươi làm gì như thế? Tề Thanh Tuyết nghe đến lời này, sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Ta phải vì Kỳ Hàm báo thù. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, vì Kỳ Hàm báo thù, người cũng tìm mạnh hơn, tốt xấu là giới tôn, giới thần tình trạng. Giới thánh cảnh giới, hiện tại không người là đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, Tề Thanh Tuyết sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Người nói với ta theo nhiều như vậy, không phải liền là lo lắng Liễu Thiện Anh sư huynh giết Mục Vân sao? Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh há to miệng, không nói thêm lời. Nữ nhân này, minh ngoan bất linh a. Hảo tâm khuyên giải, muốn cứu lại một chút. Kết quả không lĩnh tình, ngươi nói làm giận không làm giận. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Liễu Thiện Anh, giới thánh bát trọng, nói thật, hắn không e ngại. Ngũ trọng cảnh giới, đối mặt bát trọng, hắn cũng đã không e ngại. Hiện tại đến lục trọng, thọ nguyên khôi phục lại 800 vạn năm, càng là không có gì lo lắng chỗ. Liễu Thiện Anh nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, Mục sư đệ. Ta cũng chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn ngươi, hy vọng có đôi khi, làm sự tình không cần cao điệu như vậy. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Mục Vân cười cười, ta người này liền thích, ai tìm ta phiền phức, ta liền đem ai cho chửi bạo, một trận giải quyết. Nghe đến lời này, Liễu Thiện Anh ánh mắt lạnh lùng. Ông, một giây lát ở giữa, ông thanh danh vang lên. Mục Vân cùng Liễu Thiện Anh hai người, khí tức bắn ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, vẫn tinh thần kiếm quyết. Tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra đạo đạo kiếm khí. Giờ khắc này, Mục Vân không có nương tay, không có hỏa hoãn. Tứ phương thiên kiếm, nhất kiếm ra, tứ đạo trưởng kiếm, tại lúc này bộc phát ra. Trên lôi đài, lực lượng bắn ra ra ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Tứ đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa đập ra. Liễu Thiện Anh giờ phút này, bàn tay vỗ, trưởng ấn rơi xuống, giây lát ở giữa ngưng tụ thành đạo đạo bá đạo chi lực, phóng thích ra. Nhất đạo cự trưởng ấn tại lúc này hóa trên trăm đạo, thẳng tắp thẳng hướng Mục Vân. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Khanh khanh,
Tứ đạo kiếm ảnh, hội tụ va chạm đến kia từng đạo trưởng ấn, bộc phát ra đạo đạo lệnh người vô pháp nói mãnh liệt sát khí. Ầm ầm, xé rách âm thanh, tại lúc này vang lên, hai người, giờ phút này giao thủ, bộc phát đến cực hạn. Bát phương thần kiếm, một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên ở giữa, Mục Vân kiếm thể, tại lúc này bộc phát ra. Bát đạo thần kiếm kiếm ảnh, tại lúc này hội tụ, kiếm thể ra trì hạ, lực lượng dây lát ở giữa phóng thích. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát, Mục Vân giờ phút này, lại là thừa thắng xông lên. Liễu Thiện Anh sắc mặt kinh biến, nhìn về phía kia kiếm khí khổng lồ hội tụ mà thành lưỡi kiếm, giữa trời phủ xuống, giờ phút này tâm đều bị nâng lên. Ta nhận thua, Liễu Thiện Anh chợt quát một tiếng, ông, kiếm khí, tại lúc này dừng lại tại đỉnh đầu phía trên. Vào giờ phút này, Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng bệch. Đó căn bản không phải thắng thua vấn đề, cái này nhất kiếm nếu thật là chém xuống đến, hắn nhất định chết. Vừa rồi, hắn thật cho rằng, Ninh Lập là nhường cho Mục Vân, mới có thể để Mục Vân ba kiếm kích bại. Nhưng là bây giờ, đó căn bản không phải nhường cho. Mục Vân thật sự có thể cái này nhất kiếm chém giết hắn. Ba kiếm giết hắn, ba kiếm giết người cùng ba kiếm bại người, có thể là hoàn toàn không giống. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Lần sau vì người xuất đầu, trước hết nghĩ tốt chính mình có cái gì bản lĩnh. Mục Vân lạnh như băng nói. Đánh cược bên trong, đệ tử lệnh bài bên trong, Thánh Ngọc Tệ từ Liễu Thiện Anh lệnh bài bên trên, chuyển rời đến Mục Vân lệnh bài bên trong. Giờ khắc này, Liễu Thiện Anh sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Kém chút liền chết, thật là kém một chút liền chết. Mục Vân quay người, nhìn về phía Tỉnh Tử Dương, cười nói, Tỉnh sư huynh, đa tạ Thánh Ngọc Tệ, cái này 100 vạn, xem như lợi tức. Tỉnh Tử Dương cười hắc hắc nói, chuyển tay ba kiếm liền kiếm 1000 vạn, cái này 100 vạn, ta liền không khách khí, có thể là có thể để cho ta tại tầng thứ 5 bên trong nghỉ ngơi một ngày. Mấy người cười ha ha một tiếng, đều rời đi. Vào giờ phút này, đi xuống lôi đài Liễu Thiện Anh, sắc mặt hết sức khó coi. Bát trọng cảnh giới, bị Lục Trọng đánh bại, vô cùng nhục nhã, Liễu sư huynh, Tề Thanh Tuyết giờ phút này, một mặt không thể tin. Tựa hồ, so tài còn chưa bắt đầu, Liễu Thiện Anh liền bại. Nữ nhân ngu xuẩn, ba một bàn tay vang lên, Liễu Thiện Anh trực tiếp một bàn tay vung ra. Tề Thanh Tuyết gương mặt sưng lên, nhìn về phía Liễu Thiện Anh. Hừ, tiểu tử này, một đường cảnh giới lên nhanh, kỳ hàm gây hắn, cũng là đáng chết. Lão tử hôm nay vì ngươi xuất đầu, xem như mất hết mặt mũi. Liễu Thiện Anh nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay áo rời đi, chỉ để lại Tề Thanh Tuyết một người, suy nghĩ xuất thần đứng tại chỗ. Chương 3421, Thất Hung Thiên. Một bên khác, Mục Vân mấy người rời đi. Đối với Tề Thanh Tuyết, Mục Vân căn bản không có để ở trong lòng. Giới thánh tam trọng cảnh giới Tề Thanh Tuyết, chỉ có thể tìm tới những người khác đến giúp nàng xuất đầu. Chỉ là, hiện tại, dùng cảnh giới của hắn, đối mặt giới thánh cảnh giới đệ tử, không sợ hãi. Liễu Thiện Anh xuất hiện, đối với Mục Vân đến nói, chỉ là một trận tiểu phong ba. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thánh bát trọng cảnh giới. Dùng hắn hiện nay, thọ nguyên khôi phục tuyệt đại bộ phận, tăng thêm đến giới thánh lục trọng cảnh giới, ngược lại là không có gì uy hiếp. Đến mức giới thánh cửu trọng, ngược lại là cần hao chút sự thỉnh. Mà dưới mắt, đúng Mục Vân đến nói, tương đối trọng yếu, chính là ở sau đó trong thời gian 2 năm, đến giới thánh thất trọng cảnh giới. Chỉ có đến giới thánh thất trọng cảnh giới, mới có thể có tư cách, đại biểu địa đạo viện, kêu thảm hai viện hội vũ. Thiên đạo viện đệ tử gần 7000 người, địa đạo viện đệ tử 6000 người nhiều. Mà hơn 6000 tên đệ tử bên trong, đến giới thánh thất trọng cảnh giới, chỉ sợ chưa đủ 1/6. Giới thánh hết thảy cửu trọng cảnh giới, tiền tam trọng, thuộc về đê giai, trung tam trọng, thuộc về trung giai, mà hậu tam trọng, thì là cao giai cấp bậc, đến cao giai tầng thứ đệ tử, cũng không nhiều. Ngộ đạo tháp, tầng thứ tư bên trong, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, đã là đến thất trọng cảnh giới, cho nên tiến nhập ngộ đạo tháp, hai người cũng là tiến nhập tầng thứ năm. Mà hắn giới thánh lục trọng, thì là vẫn y như cũ tiến nhập tầng thứ tư bên trong. Gia Cát Tổ Hào, vẫn y như cũ là bộ dáng như vậy, phong khinh vân đạm. Lúc trước, nhìn thấy Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, tại lôi táng tràng bên trong, lại có thể chịu đựng đến, phát hiện chính mình cái này chế tạo lôi cung, Gia Cát Tổ Hào nội tâm kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng là hiện thân. Chỉ là cho đến ngày nay, hắn cũng không nghĩ tới, bực này kinh ngạc, lại là cải biến chính mình quỹ tích. Ngày đó tiểu tiểu giới hoàng, hiện tại thành giới thánh. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, chính mình thoát khốn có hy vọng, dùng Mục Vân thiên phú, đến giới tôn, chỉ sợ không ngoài 10 năm. Giới tôn, giới thần,
giới chủ. Một ngày Mục Vân đến giới chủ cảnh giới, thành vì một tên lục cấp giới trận sư, hắn có lẽ có thể tại địa phương này thoát khốn. Bị khốn trụ trên dưới 100 vạn năm, loại kia cô độc, hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận. Số tiểu tử, mấy ngày nay sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Rõ ràng cảm giác được Mục Vân tựa hồ có tâm sự, Gia Cát Tổ Hào nhìn không được nói. Gia Cát tiền bối, Mục Vân mở miệng nói, 2 năm sau chính là hai viện hội vũ, ta cái này kẻ tại giới thánh lục trọng cảnh giới, hiện tại cũng không ai dám đến tầng thứ tư bên trong giết ta, ta cũng không thể đi ra ngoài loạn giết người a. Giới thánh thất trọng cùng lục trọng, nghe kém một bước, có thể là trung giai đến cao giai chuyển hóa, thời gian 2 năm, có phần vội vàng. Nghe đến lời này Gia Cát Tổ Hào lại là cười cười. Tiểu tử ngươi đang lo lắng cái này cái a, tiền bối có biện pháp, Mục Vân ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đề thăng, có thể là lại không muốn làm cho cảnh giới có cái gì sai lầm. Nhưng là hiện tại, tầng thứ tư bên trong, đúng là không ai dám động đến hắn. Ngộ đạo tháp, tầng thứ nhất là giới vương, tầng thứ hai là giới hoàng. Tầng thứ ba, thì là giới thánh, mà giới thánh cảnh giới, nhất đến cửu trọng cảnh giới, lại là phân biệt tại tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm khu vực bên trong. Hắn bây giờ tại tầng thứ tư khu vực bên trong, có thể nói là không người có thể địch. Vô địch cảm giác, cũng đều tịch mịch, ô linh lung muốn giết hắn, có thể phải cũng không phải không có đầu óc muốn giết hắn. Lần trước giới thánh lục trọng đệ tử đã là thất bại, liền Liễu Thiện Anh đều là bại bởi hắn, ô linh lung cho dù lại ra tay, cũng sẽ là điều động hai viện giới thánh cửu trọng cảnh giới đến. Cho nên hiện tại, Mục Vân ngược lại là không có gì đối thủ. Tại tọa đạo nhai bên trong tu hành, đúng là có thể làm cho hắn tiến bộ phi tốc. Nhưng là vào chỗ tu hành, chỉ là ngẫu nhiên, Mục Vân đoạn đường này đột phá, đều là chém giết bên trong đi ra. Gia Cát Tổ Hào hời hợt nói, cái này còn không đơn giản, lão phu có thể giúp ngươi. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi tại tôn vị cảnh giới thời điểm, có phải là tu hành lôi thể? Mục Vân gật gật đầu, Gia Cát Tổ Hào tiếp tục nói, ngươi tu hành môn kia lôi thể quyết, cũng không đơn giản. Nếu không phải như thế, lần trước tại lôi táng tràng bên trong, ngươi đã sớm chết. Mục Vân thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, kia tu hành lôi thể, tên là Ách Lôi Thần Thể Quyết, chính là năm đó lôi đế sáng tạo nhất môn chí tôn thần quyết. Khó trách, Gia Cát Tổ Hào thì thầm nói, lôi đế quả nhiên là đời thứ nhất hào hùng, đáng tiếc, chết đáng tiếc. Đã như vậy, kia liền đơn giản. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, kia lôi thể, cũng không phải tu hành xong, cũng không có cái gì thần hiệu. Chí ít, người tại tôn vị cảnh giới, thể nội đặt vững một bước dài lôi đình chi lực. Mà những này lôi đình chi lực, chưa chân chính đạt được phóng thích. Lão phu hôm nay giúp ngươi rèn luyện, đến lúc đó ngươi lại đến kia cái gì tọa đạo nhai hảo hảo thể nghiệm, đến thất trọng, không khó lắm, dùng ngươi thiên phú, nói không chừng không cần 1 năm, liền có thể làm đến. 1 năm, Mục Vân ánh mắt sáng lên, làm thế nào, nhìn thấy Mục Vân cấp thiết bộ dáng, Gia Cát Tổ Hào mỉm cười. Mục Vân gấp gáp, hắn so Mục Vân còn gấp, hắn hận không thể Mục Vân lập tức đến giới chủ cảnh giới. Có thể giúp hắn phá trận mà ra, khôi phục tự do. Cùng ta đến, Gia Cát Tổ Hào mang theo Mục Vân, hướng phía đại điện bên ngoài mà tới. Xuất hiện tại lôi trận bên trong, đất trời bốn phía, lôi đình nhấp nhô. Lôi táng tràng, xuyên qua toàn bộ ngộ đạo tháp cửu tầng, mỗi một đạo lôi táng tràng bên trong, đều tồn tại một tòa từ Gia Cát Tổ Hào tự mình chế tạo lôi cung. Lôi cung bên trong, lôi đình là có thứ tự, mà lôi cung bên ngoài, lôi táng tràng bên trong, lôi đình lại là vô tự. Vào giờ phút này, Mạn Thiên Lôi Đình Điện mang theo thôn phệ người khí tức. Bực này cường độ Lôi Đình Điện bạc, Mục Vân không chút nghi ngờ, nếu là giới hoàng cảnh giới, chỉ là tiến đến một giây lát ở giữa, liền hội chém thành thiên địa ở giữa bụi. Tiếng ầm ầm, tại lúc này không ngừng vang lên. Gia Cát Tổ Hào từ từ nói, người đừng nhìn cái này lôi táng tràng bên trong lôi đình, hỗn tạp vô tự, uy lực cường thịnh, có thể là, đây cũng là có dấu vết mà lần theo. Nơi đây lôi đình, có thể không là bình thường lôi đình. Mà là đưa tới từ Thất Hung Thiên. Thất Hung Thiên, Mục Vân lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Gia Cát Tổ Hào dừng một chút, nói Thất Hung Thiên nơi đây, ta ngược lại là có thể cho ngươi hảo hảo giải thích. Dựa theo 3 người các ngươi nói với ta, ngộ đạo tháp phân cửu tầng. Đệ nhất tầng đến tầng thứ 5, là giới vương, giới hoàng, giới thánh tam cảnh giới đệ tử là có thể đủ tiến nhập. Tầng thứ 6 là giới tôn, tầng thứ 7 là giới thần, mà tầng thứ 8, thì là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện bên trong giới chủ cấp bậc cường giả. Gia Cát Tổ Hào nhìn một chút một mảnh hỗn loạn thiên không, thì thầm nói, ta không có đoán sai, tầng thứ 9, cũng hẳn là giới chủ cảnh giới, là có thể đủ đi vào. Nhưng là, trong tầng thứ 9, thời không chỉ sợ đã không phải là ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện nói tới đồng dạng di chỉ. Có lẽ, là kết nối Thất Hung Thiên,
Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm đại khái sáng tỏ. Mục Vân nhịn không được hỏi, tiền bối, cái này Thất Hung Thiên là cái gì hung hiểm chi địa? Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào lại là cười cười, là hung hiểm chi địa, cũng là kỳ ngộ chỗ, càng là tranh đấu chỗ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là trên mặt một tia ngạc nhiên. Chương 3422, Lôi Đình Cộng Minh. Đệ thất thiên giới bên trong, cường đại nhất đẳng thế lực có 8 cái, ta nghĩ ngươi phải biết. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói cái này 8 cái siêu cấp thế lực tồn tại, sừng sững mức đệ thất thiên giới đỉnh chóp, trong đó, Đế Hoàn Thiên Đế Bát Hoang Điện, thực lực cường đại nhất. Năm đó, ngũ linh tộc bên trong, thủy linh tộc tộc trưởng, thành tựu thủy thần, ngũ linh tộc bởi vậy có thể cùng Bát Hoang Điện chống lại. Có thể là về sau, thủy thần vẫn lạc, ngũ linh tộc uy nghiêm không hồi phục, đương nhiên, hiện nay tại cái này đệ thất thiên giới bên trong, vẫn y như cũ là bá chủ một trong. Bất quá, Bát Hoang Điện mặc dù xưng tôn, có thể là Thiên Yêu Minh, Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia cái này vài phương, cũng không yếu, các phương tồn tại ngăn được, bởi vậy, bát đại bá chủ thế lực cát cứ, cũng coi là rất ổn định. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân lẳng lặng nghe, tuyệt không đánh gãy. Bát đại bá chủ, phân biệt tọa trấn đệ thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực bên trong vùng thế giới này rất nhiều nơi, đều bị bát đại bá chủ chiếm lĩnh. Mà không biết chừng nào thì bắt đầu, có một phương, phát hiện một chỗ tuyệt địa. Kia chính là Thất Hung Thiên. Gia Cát Tổ Hào từ từ nói, Thất Hung Thiên là ai phát hiện trước nhất, đã là không cách nào biết được, nhưng là nơi đây, đúng là huyền diệu. Thất Hung Thiên là một phiến thời không tàn chỉ, không thuộc về đệ thất thiên giới không gian bên trong, có thể là lại có thể thông qua đệ thất thiên giới không gian đi vào. Chỗ đó, có tuyệt địa, có bảo địa, có chúa tể cấp bậc cường giả, táng thân nơi này chỗ, cũng có giới vị cấp bậc võ giả, ở nơi đó cảnh giới phi tốc thăng, thực lực bộc phát, mà lại, tràn ngập không biết địa vực, di tích, quả thực là một mảnh thời thời khắc khắc đều đang thay đổi cấm địa. Ban đầu, chỉ có bát đại thế lực, liên tiếp thông đạo, có thể tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong, từ từ, Thất Hung Thiên thành vì bát đại bá chủ thế lực, rèn luyện môn hạ đệ tử tu la tràng, sân thí luyện, lại về sau, bát đại thế lực bên trong đệ tử, võ giả, cảm giác người ít một chút, cho nên, bày mưu đặt kế cho đệ thất thiên giới bên trong các đại thứ nhất đẳng thế lực chủng tộc, làm cho bọn hắn, cũng có thể đi vào. Nhưng là, yếu muốn nhập bên trong, vậy ít nhất là cần giới chủ cấp bậc thực lực mới có thể. Gia Cát Tổ Hào chân thành nói, có lẽ, ngộ đạo tháp tầng thứ 9, là đạt được cho phép giới chủ, là có thể đủ đi vào. Mục Vân nghe được nơi đây, nội tâm đại khái sáng tỏ. Nói trắng ra, nơi này, chính là một cái càng lớn địa vực. Cùng loại với ngộ đạo tháp trước 8 trọng, ngộ đạo tháp thiên bát trọng là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử chỗ sân thí luyện. Tầng thứ 9, là một cái lối vào, tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong, kia chính là toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong, hết thảy thiên kiêu căn cứ, ra trận khoán thực lực, kém nhất cũng là giới chủ. Kia, hẳn là có chúa tể tồn tại a. Giờ khắc này, Mục Vân trong lòng cũng là âm thầm mong đợi. Nếu là đến giới chủ, có thể cùng toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong hết thảy cái thế thiên kiêu nhóm hội tụ một đường. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, đều để người cảm giác kích động. Tiểu tử, có phải là kích động hay không? Gia Cát Tổ Hào cười hắc hắc nói. Đương nhiên, có thể cùng toàn bộ đệ thất thiên giới thiên kiêu nhóm, hội tụ một đường, thậm chí. Còn có chúa tể cấp bậc tồn tại, có thể không kích động sao? Gia Cát Tổ Hào lại là cười hắc hắc nói, ta cũng chỉ là suy đoán, đến mức đến cùng phải hay không, ngươi đạt được đạt giới chủ cảnh giới, đoán chừng ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện cao tầng, mới có thể nói cho ngươi. Gia Cát Tổ Hào không tại nhiều nói, tiếp tục nói cái này lôi táng chàng, chính là năm đó Ngọc Đỉnh tử kia lão hỗn đản từ Thất Hung Thiên dẫn tới, xuyên qua toàn bộ ngộ đạo tháp, đem lão phu cầm tù tại địa phương này. Lôi táng chàng lôi điện, đến từ Thất Hung Thiên bên trong, chính là thiên địa sinh ra, mặc dù hỗn loạn, nhưng là, ngươi nếu là có thể đem tự thân lôi thể nội lôi đình, cùng cái này Thất Hung Thiên lôi đình dung hội, liền có thể đoán tạo nhục thân của ngươi cùng hồn phách. Đến thời điểm, rèn luyện ngươi hồn y, cũng không phải việc khó. Mục Vân lần này, xem như triệt để minh bạch, lôi táng chàng bên trong lôi điện, cùng loại với một đầu dậy sóng giang hà. Mà hắn thể nội lôi điện, giống như dòng suối nhỏ. Muốn đem hắn tự thân, dung nhập vào giang hà bên trong, tại kia cuồn cuộn giang hà bên trong, tìm đến lại có thể dung nhập giang hà quỹ tích, lại có thể bảo trì dòng suối bản chất, không bị giang hà nuốt hết khả năng. Hai người, vẻn vẹn tách đi ra nhìn, đều là 10 điểm khó khăn, dung hợp một chỗ, càng khó. Không cần nói từ chỗ nào một điểm xem ra, đều không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, lôi đế sáng tạo chí tôn pháp quyết, sao lại là đơn giản như vậy? Tiểu tử ngươi,
phải hảo hảo đem ách lôi thần thể quyết uy lực, triệt để dùng tận, quán thông đến chính ngươi thể nội mới tốt. Vãn bối minh bạch, Mục Vân vào giờ phút này gật gật đầu, hắn là thật sự minh bạch, chỉ là một ít chuyện, biết dễ dàng, nhưng là làm đến. Lại là rất khó, vào giờ phút này, Mục Vân vừa bước một bước vào đến lôi táng tràng bên trong. Cuồng bạo lôi đình, tại lúc này đấu đá mà tới. Mục Vân thể nội, kia ẩn chứa lôi đình, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa lưu động. Từ từ ở giữa, một tia lôi đình chi lực, quanh quẩn tại đầu ngón tay. Chỉ là kia mới xuất hiện lôi đình chi lực, lại là giây lát ở giữa bị xé nứt, tan biến tại vô hình. Mục Vân ngạc nhiên, Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, không có đơn giản như vậy, bất quá ngươi có thể không ngừng nếm thử, mỗi lần ngưng tụ một phần nhỏ lôi điện chi lực, thời gian lâu dài, có lẽ liền có thể thành công. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta nhưng không có lâu như vậy thời gian. Đầu ngón tay, lại lần nữa hội tụ ra nhất đạo lôi đình chi lực. Thời gian, một ngày trôi qua, Mục Vân không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là tại lôi táng tràng bên trong, ngưng tụ lôi đình chi lực, cùng cái này lôi táng tràng bên trong lôi đình chi lực dung hợp. Một liền nửa tháng, mỗi lần đều là thất bại, tiêu hao thần hồn quá nhiều, Mục Vân liền dừng lại nghỉ ngơi. Mà một khi thần hồn khôi phục, Mục Vân thì là tiếp tục cô đọng. Bực này quá trình, có thể nói là buồn tẻ đến cực hạn. Một ngày, chỉ ít hơn 100 lần thí nghiệm, liên tục 3 tháng, hơn 1000 lần nữa thí nghiệm, kết quả đều là thất bại mà kết thúc. Cái này khiến Mục Vân, cũng là dần dần mất đi kiên nhẫn. Có thể là dù vậy, Mục Vân cũng biết, không thể từ bỏ. Một lần cơ hội khó được, cứ thế từ bỏ, kia trước đó trả giá, đều uổng phí. Mà lại, dựa theo Gia Cát Tổ Hào lời nói, cái này là chính mình tu hành ách lôi thần thể quyết về sau, ẩn tàng tại bên trong thân thể của mình một cỗ lực lượng. Nếu là cứ như vậy cất đặt trong thân thể, thực sự là quá lãng phí. Nếu như có thể vào lúc này điều động ra, có lẽ mang cho mình, không chỉ là cảnh giới để thăng đơn giản như vậy. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, đảo mắt ở giữa, thời gian nửa năm đi qua. Cái này một ngày, lôi táng tràng bên trong, một vòng quang mang, bay lên không, trong tích tắc tiêu thất. Ha ha ha, Mục Vân ha ha cười nói, rốt cục thành công, hai cỗ lôi đình chi lực, dung hợp làm một thể. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thể nội lực lượng, tại lúc này tụ tập. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mục Vân thể nội, lôi đình oanh minh, mà lôi táng tràng bên trong lôi đình, tại lúc này cũng là bộc phát ra. Hai đạo lực lượng, hòa làm một thể. Mục Vân vào giờ phút này, rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể của mình, lực lượng dần dần dung hợp. Từ từ, thể nội phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lôi đình chi lực, đang động. Giống như mãnh thú thức tỉnh, tại thời khắc này, thể nội, lôi đình gào thét. Chương 3423, mạnh tí bị đánh lén. Mà cùng lúc, thân thể bên ngoài, đạo đạo lôi đình cũng là vây quanh Mục Vân, đem Mục Vân thân thể cho bao phủ lại. Một trong một ngoài, thể nội lôi đình, đến từ trong cơ thể, là Mục Vân tại tôn vị cảnh giới tích lũy tồn. Mà thể ngoại lôi đình, đến từ lôi táng tràng, là Mục Vân hấp thụ gây nên. Hai cỗ lực lượng tụ hợp phía dưới, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể bên trong, nhục thân cùng hồn phách, tại lúc này bị điều động. Kia lục đạo hồn y bên ngoài, đệ thất đạo hồn y, bắt đầu dần dần ngưng tụ. Mà lại, không chỉ như vậy, theo hồn y bắt đầu ngưng tụ, lực lượng dần dần bắt đầu tụ tập. Vào giờ phút này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân cao thấp, lực lượng đều đang thăng hoa. Đệ thất đạo hồn y, dần dần ngưng tụ, mà trước 6 đạo hồn y mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện đạo đạo lôi đình chi lực. Biến hóa như thế, làm cho Mục Vân cảm giác được rõ ràng, thân thể bên trong, lực lượng bắn ra ra. Thất đạo hồn y, giới thánh thất trọng, cuối cùng nửa năm, cuối cùng là làm đến bước này. Mà giờ khắc này, thân ở lôi táng tràng bên trong Mục Vân, có thể rõ ràng cảm thấy được, cái này lôi táng tràng bên trong lôi đình quý tích. Không chỉ là lôi đình quý tích, càng có trong cơ thể mình, lôi đình bộc phát uy lực. Lực lượng lại lần nữa bộc phát, liền như là thất tuần lão nhân, lại lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân. Vào giờ phút này Mục Vân, thân thể bên trong lực lượng bốc lên, chính là một loại đặc biệt bộc phát. Lôi đình hai lần uẩn thể. Giờ khắc này, Gia Cát Tổ Hào đi ra, cười ha hả nói, thật sự là muốn chúc mừng ngươi. Thời gian nửa năm, Mục Vân thời gian nửa năm liền làm đến, cho dù là Gia Cát Tổ Hào, cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này, Mục Vân khí tức trong người, lại lần nữa trở nên bất đồng. Ngươi cái tên này, quả thật là cái kỳ tài. Gia Cát Tổ Hào cười nói, đến thất trọng cảnh giới, cái này tầng thứ 4 ngươi là không thể ở. Lần sau gặp mặt, chính là tầng thứ 5 bên trong.
Mục Vân gật gật đầu, cười nói, đa tạ Gia Cát tiền bối. Lần này, đúng là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là Gia Cát tổ hào. Gia có một lão, như có một bảo, lời này đến bất kỳ thời điểm, đều là kia có đạo lý. Gia Cát tổ hào cười cười, không có nói nhiều. Mục Vân vào giờ phút này, chờ xuất phát, rời đi tầng thứ tư. Thời gian qua đi nửa năm, xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, lui tới, vẫn y như cũ là nhiều người như vậy. Nhưng là, rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Hai viện hội vũ, sắp đến, Thiên Đạo Viện đệ tử, Địa Đạo Viện đệ tử, đều là chuẩn bị đại triển thân thủ. Mà đối với Mục Vân đến nói, hội vũ trước thời gian một năm rưỡi, đến giới thánh thất trọng, tiếp xuống tu hành, chính là vũ quyết. Vẫn tinh thần kiếm quyết, vạn nguyên quy thiên quyết, cái này hai môn vũ quyết, theo cảnh giới đề thăng, bộc phát uy lực, cũng nên mạnh hơn. Nhất là vạn nguyên quy thiên quyết, quyền thứ ba, xứng đôi giới thánh cảnh giới, mà cửu thức chiêu thức, Mục Vân trước đó chỉ là trưởng khống trước sáu thức. Tịnh tâm nguyên trưởng, linh nguyên quỷ trảo, ma hung chú. Tam cực quy thiên thuật, lục cực quy thiên thuật, cửu cực quy thiên thuật. Cuối cùng tam thức, nguyên âm ấn, nguyên dương ấn cùng với âm dương nguyên ấn, lại là không có bắt đầu tu hành. Không đến thất trọng, giới lực là vô pháp trèo chống cái này tam thức bộc phát. Hiện tại, rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, bắt đầu tu hành. Rời đi Ngộ Đạo Tháp, Mục Vân trực tiếp trở về tới chính mình Sơn Mạch Lầu Các. Chỉ là, đi ngang qua Tạ Thanh cùng Mạnh Túy chỗ ở, Mục Vân đi thẳng tới hai người chỗ ở vị trí. Lão Tạ, gõ cửa một cái, tựa hồ cũng không người tại, tiếp theo đến Mạnh Túy trước cửa. Mạnh Túy, một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra. Tạ Thanh giờ phút này xuất hiện. Lão Mục, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật là có thể nghẹn, nửa năm không xuất hiện, chúng ta cũng vào không được tầng thứ tư, tìm ngươi cũng không tìm tới. Tạ Thanh lập tức quát lớn, tìm ta làm cái gì? Mục Vân nghe đến lời này, hơi sững sờ. Trước tiến đến, Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân, tiến nhập đình viện bên trong. Vào giờ phút này, đình viện bên trong, còn có hai người. Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Vũ Âm, ngươi nhóm thế nào đều ở nơi này? Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, xảy ra chuyện, Mạnh Túy bị người mau đánh chết rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Tạ Thanh giờ phút này vội vàng nói, ngươi còn chưa tới thất trọng, vô pháp tiến nhập tầng thứ 5 khu vực. Ta cùng Mạnh Túy một mực tại tầng thứ 5 bên trong ma luyện, lúc đầu cũng rất tốt. Có thể là ai biết, ngay tại một tháng trước, bị người vi, dẫn đầu là vài cái giới thánh cửu trọng. Ta cùng Mạnh Túy liên hợp lại, đối phó một cái giới thánh cửu trọng vẫn được, mấy cái. Kết quả còn chưa kịp trốn vào lôi táng tràng bên trong, Mạnh Túy bị người cho kém chút đánh chết, ta da dày thịt béo, không có chuyện gì. Tạ Thanh vào giờ phút này, ngữ khí mang theo một cỗ không cam. Giới thánh cửu trọng. Tại Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện bên trong, giới thánh cửu trọng vốn là không nhiều. Có thể là lần này, một chút xuất hiện ba cái, thể hiện rõ là đối phó bọn hắn. Chủ quan, mà bất cẩn phía dưới, Mạnh Túy liền bị thương nặng. Tịch Diệp Thanh nhìn thấy Mục Vân sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, cũng may không có lo lắng tính mạng, ta tìm đến mấy khỏa tam phẩm giới đan, xem như ổn định lại, chỉ là tiếp xuống thời gian, là cần hảo hảo tu dưỡng. Mục Vân gật gật đầu, trực tiếp hướng phía gian phòng bên trong mà đi. Vào giờ phút này, gian phòng bên trong, một cỗ thanh đạm đan hương khí hơi thở, phiêu tán bốn phía. Mà trên giường, Mạnh Túy sắc mặt thảm bạch, thần sắc mang theo một tia thống khổ, toàn bộ người nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt nhỏ bé. Nhìn kỹ lại, hắn nơi ngực, nhất đạo huyết ngân, cho dù là tại khép lại bên trong, có thể là vẫn y như cũ khủng bố. Khả năng tra được, là người nào? Tạ Thanh lắc đầu nói, không biết, Ô Linh Lung người có khả năng, kia Thiên Vũ Ảm người, cũng có khả năng. Thiên Vũ Ảm chính là thánh tử viện thánh tử bảng thứ nhất, thiên kiêu cái thế, khinh thường phân phó thủ hạ người đối phó chúng ta tiểu tiểu giới thánh, có thể là khó đảm bảo, hắn thủ hạ những người kia, vì nịnh nọt Thiên Vũ Ảm, phái người động thủ. Mục Vân sắc mặt lãnh đạm, nhanh đến hai viện hội vũ, những người này, thật đúng là không bớt lo. Tạ Thanh lại là nói, hai viện hội vũ bên trên, liều sống liều chết đạt được Ngọc Đỉnh Viện bên trong ban thưởng, giết chúng ta, Ô Linh Lung cũng tốt, Thiên Vũ Ảm cũng được. Đều sẽ cho bọn hắn phần thưởng rất lớn, trợ giúp bọn hắn đột phá ràng buộc, đến giới tôn, thành vì thánh tử, một ít giới thánh cửu trọng, là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện bên trong, giới thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cái này ba cái cảnh giới đệ tử, cộng lại hơn 1.000 người. Mà giới thánh cửu trọng đệ tử, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Ba người này, không khó tìm, có thể là ai người, lại là khó mà nói. Mục Vân nhìn về phía Mạnh Túy, sắc mặt âm trầm. Một hơi này, ta có thể nuối không trôi. Không sai, Mục Vân nuối không trôi.
Nếu như là giới tôn, giới thần xuất thủ, hắn phải nhận. Có thể là giới thánh, cho dù là giới thánh cửu trọng, hắn hiện tại cũng không sợ. Tạ Thanh, nói cho Lý Hưởng, liền nói ta Mục Vân, vào tầng thứ 5, dám giết ta người, liền đến ngộ đạo tháp tầng thứ 5. Mục Vân ngữ khí âm trầm nói, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này bầy thích dùng cao áp thấp đám ra hỏa, có hay không cái này phần can đảm. Nghe đến lời này, Tạ Thanh gật đầu nói, ta cùng ngươi nhất đạo. Mục Vân ừ một tiếng, nhìn về phía Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Vũ Âm, từ từ nói, Mạnh Túy liền tạm thời làm phiền hai vị hỗ trợ trông giữ. Tịch Diệp Thanh chân thành nói, ngươi cẩn thận một chút, giới thánh cửu trọng, không có dễ cầm như vậy. Chương 3424, không muốn để ta điệu thấp. Mục Vân cười cười nói, Tịch sư tỷ yên tâm, ta không có chịu chết. Vốn là nghĩ tại hai viện hội vũ thời điểm, đại triển thân thủ, chấn nhiếp tứ phương, cầm trước 10, tranh thủ có cơ hội trong tương lai trong vòng 10 năm, đến giới tôn cảnh giới, tham gia Đông Hoa cổ thành chuyến đi. Nhưng là bây giờ, hai viện hội vũ sắp đến, đám người kia, còn là không yên tĩnh. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, đã không yên tĩnh, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không để ta điệu thấp, vậy ta liền cao điều, thật sự cho rằng, hiện tại ta, còn là cái kia tiểu tiểu giới vương, giới hoàng sao. Mục Vân cùng Tạ Thanh, đến nhân đạo viện, tìm đến Lý Hưởng, hiện nay Lý Hưởng, đã là đến giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Lần trước Mục Vân cho hắn những cái kia trong không gian giới chỉ, đồ tốt. Rất nhiều, nhìn thấy Mục Vân, Lý Hưởng lập tức khom mình hành lễ. Mục sư huynh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Lý Hưởng khách khí nói, một lần đánh cược, để hắn lựa chọn, đầu nhập Mục Vân, sự thật chứng minh, đến bây giờ, hắn thành công. Mục Vân tốc độ tiến bộ, quá nhanh, lúc này mới 20 năm không đến lúc đó ở giữa, từ giới vương, thành vì giới thánh thất trọng. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong, ai có thể so? Lý Hưởng, hiện tại, hẳn là rất nhiều người hỏi ta tin tức đi. Lý Hưởng nghe đến lời này, lập tức gật đầu nói, không sai, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện bên trong, không ít người đều nghe ngóng tin tức của ngươi. Tựa hồ có Thánh Tử Viện Thánh Tử, nghĩ ra tay với ngươi, mà lại ra giá cực cao. Giờ khắc này, không khỏi làm Mục Vân nghĩ đến ngày xưa, tại giới vương cảnh giới, giới hoàng cảnh giới, cũng là bị người cái này tìm. Có thể là lần này, không cần tránh né. Tránh né, tránh né cái gì, khi dễ đến trên mặt đến, còn có thể tránh né cái gì. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Thả ra tin tức, ta Mục Vân tiến nhập tầng thứ 5, ai dám đến giết ta, ai liền đến, có thể là dâng mạng, kia chính là mình muốn chết. Nói cuồng vọng một ít, nhục nhã những tên khốn kiếp kia nhóm. Nghe đến lời này, Lý Hưởng lập tức sững sờ. Mục sư huynh, như vậy không tốt đâu. Lý Hưởng là cảm giác thật không tốt. Như vậy, một ít nguyên bản do dự xuất thủ không xuất thủ người, chỉ sợ cũng sẽ triệt để xuất thủ. Theo ta nói làm, Mục Vân giờ phút này lại là không có chút gì do dự, nói thẳng, cái này bầy xúc sinh, thật làm ta là dễ khi dễ, ghi nhớ, càng cuồng vọng càng tốt. Ta bản ý điệu thấp, có thể là có chút người không muốn để ta điệu thấp, kia liền nhìn xem, ai càng kiêu căng hơn. Tạ Thanh ở một bên nheo cặp mắt lại, khóe miệng mỉm cười. Lão Mục nổi giận, lúc này có thể không được, Lý Hưởng lập tức gật đầu, quay người tiêu thất. Hiện tại, Thanh Vân đệ tử liên minh bên trong, cũng có hơn 200 người. Điểm ấy tin tức truyền bá ra ngoài, còn không đơn giản. Mục Vân lần này chủ động xuất kích, để Lý Hưởng cũng là khó có thể tin. Có thể là tuy nói khó có thể tin, nhưng là, để người nhiệt huyết sôi trào. Một vị giới thánh thất trọng, khiêu chiến hết thảy. Trong ngày thường đến, ai có cái này loại khí phách? Lũ hỗn đản, muốn chết, kia liền nhìn xem, đến cùng ai sẽ chết. Mục Vân mang theo Tạ Thanh, đi thẳng tới ngộ đạo tháp bên ngoài. Ngộ đạo tháp, vẫn y như cũ là người đến người đi. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, đều sẽ lựa chọn nơi đây, đến ma luyện chính mình thực lực. Mà làm Mục Vân cùng Tạ Thanh xuất hiện tại địa phương này, bốn phía không ít người, đều là quan sát. Từng đầu tin tức, cũng là dần dần thả ra. Mục Vân đối với cái này, không chút nào để ý. Đi, Mục Vân giờ phút này, ngữ khí bình tĩnh. Tạ Thanh, lần này, ngươi tự cầu phúc, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức giận. Lão tử cần ngươi quản sao? Tạ Thanh không phục, ta cũng là giới thánh thất trọng, ngươi thật sự cho rằng ta là yếu gà sao? Đối mặt bát trọng, ta cũng là không sợ, có lẽ đối mặt cửu trọng, hội sợ một ít, có thể là có liên quan hệ sao? Không quan hệ, sợ cái rắm, võ giả liền không thể sợ ai chết, cầu phú quý trong nguy hiểm, cảnh giới cũng là trong nguy hiểm, là có thể đủ để thăng. Nếu không, người võ giả kia gặp được nguy hiểm liền lui bước, không bằng đi về nhà trồng trọt. Vào giờ phút này,
Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Một bước tiến nhập tầng thứ 5 bên trong, Mạn Thiên Đại Địa, vẫn y như cũ là như thế tang thương. Tạ Thanh nhìn xem bốn phía, nói, lão Mục, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Các loại, Mục Vân ngữ khí bình tĩnh nói, đợi đến những người kia nhận được tin tức, tới tìm chúng ta. Chơi chết vài cái là vài cái, cho Mạnh Túy xả giận, đồng thời, cũng là nói cho Thánh Tử Viện Ô Linh Lung, cùng với những cái kia muốn nịnh nọt Thiên Vũ Ảm Thánh Tử nhóm, muốn giết ta Mục Vân, giới Thánh đã không đủ tư cách, phải giới Tôn, giới Thần. Các loại chúng ta đến tầng thứ 6, những cái kia Thánh Tử nhóm, người nào tới giết người đó. Mục Vân lần này, nộ khí là thật không nhỏ, Mạnh Túy dáng vẻ, nhìn thấy khó lường không giận, nguyên bản là Ô Diễm đùa bỡn tính mạng của bọn hắn, cái này ra hỏa chết rồi, Ô Linh Lung không ngớt không chỉ. Không giảng đạo lý, kia liền nhìn thực lực thôi, nhìn xem đến cùng là ai, càng hơn một bậc, hai thân ảnh, cái nào đều không có đi, liền ở tại chỗ chờ lấy. Chỉ là các loại nửa ngày, không người chạy đến, Mục Vân không chịu nổi tính tình, còn chưa tới, Tạ Thanh cũng là gấp gáp, nhìn về phía Mục Vân nói, không phải vậy hô một cuống họng. Hô, Mục Vân chém đinh chặt sắt nói, hô một cuống họng. Hô liền hô, Tạ Thanh giờ phút này, ngửa mặt lên trời thét dài, ra ra ngươi Mục Vân, Tạ Thanh, ở đây, muốn tới Tôn Tử Môn, tranh thủ thời gian đến. Cái này một cuống họng, truyền lại trăm dặm, là thật sự truyền lại trăm dặm. Mục Vân vào giờ phút này, hơi sững sờ. Tạ Thanh cái này ra hỏa, có thể. Cái này một cuống họng, hăng hái. Thanh âm rơi xuống, không bao lâu, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Ba người kia, thân mang trường sam màu trắng, hiển nhiên là Thiên Đạo Viện đệ tử. Ba cái giới thánh thất trọng, Mục Vân nhìn về phía ba người, nhịn không được nói, Ô Linh Lung người. Còn là Thiên Vũ Ảm người. Ba người ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân cùng Tạ Thanh, xác định không có cái gì mai phục về sau, giây lát ở giữa xuất thủ. Mục Vân giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, ta liền thích các ngươi dạng này. Không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Không sai, không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Mục Vân giờ phút này, vừa sải bước ra, Tịnh Tâm Nguyên trưởng, một trưởng vỗ ra, oanh, phô thiên cái địa khí thế, tại lúc này bốc lên ra. Cường hoành khí tức, từng đạo khuếch tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, cho người cảm giác, cường thịnh đến cực hạn. Phảng phất, một trưởng này, bao phủ phiến thiên địa này. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh bay ngược mà đi. Một chiêu, đánh tan. Vào giờ phút này, liền liền Tạ Thanh đều là ngẩn ngơ. Ngọa tào, Mục Vân thật mạnh, thế nào đột nhiên mạnh như vậy rồi? Mục Vân biểu lộ lãnh đạm nói, thọ nguyên khôi phục, thiên mệnh bổ túc, cảnh giới viên mãn tính liền rất cao. Mà lại, trước đó tu hành ách lôi thần thể quyết, thể nội dung nạp một bộ phận lôi đình chi lực, còn bộc phát, lần này triệt để bộc phát. Lưỡng lưỡng gia cường, Mục Vân so trước đó, tự nhiên là mạnh hơn mấy lần. Cái này là lực lượng mạnh mẽ thể hiện. Vào giờ phút này, Tạ Thanh dần dần minh bạch, mà ba người kia, nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh, lại là thần sắc sợ hãi. Một chiêu liền bại, cái này hỗn đản, thực lực quá mạnh đi. Mục Vân lại là lười nhắc quản, muốn chết tìm tới trên người ta, giới thánh thất trọng, cùng ta đồng cảnh giới, đi tìm cái chết, ta vui lòng nhận. Một câu lại lần nữa rơi xuống, bàn tay trực tiếp cầm ra. Linh Nguyên Quỷ Chảo, một chảo, đem ba người bao phủ đến cùng một chỗ. Động Mạnh Túy, chính là động ta Mục Vân, không phải muốn giết ta Mục Vân sao? Đều tới đi, chương 3425, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Cái này gầm lên giận dữ, truyền ra tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa, đạo đạo lực lượng tràn ngập ra. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này, bị chăm chú trói buộc chặt, huyết nhục băng mở. Mục Vân lại là căn bản không rảnh để ý. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, nương theo lấy nhất đạo tiếng nổ tung vang lên, ba vị giới thánh thất trọng, như vậy tiêu vong. Tại cái này ngộ đạo tháp bên trong chết rồi, kia chính là thật chết. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lãnh đạm. Tạ Thanh ở một bên, cũng không có gì phản ứng. Không cần hắn xuất thủ kia mới tốt, xuất thủ nhiều mệt mỏi a. Mà cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh Viện, Thiên Đạo Viện. Một tòa đệ tử lầu các bên trong, tam đạo thân ảnh, thẳng mà ngồi. Ha ha, Ngô Hạo, Hứa Mông, người nhóm nói, lần này. Kia Mục Vân, nhất định là không nín được đi. Một tên bạch y thanh niên cười ha hả nói. Mạnh Túy Tạ Thanh cùng Mục Vân ba người, kia là ba người đi. Lần này, chúng ta trọng thương Mạnh Túy, Mục Vân không ra mặt, kia chính là hèn nhát. Hèn nhát một cái, chúng ta còn sợ hắn hay sao? Chỉ là đáng tiếc, không thể giết chết kia Mạnh Túy. Đúng vậy à, ba người giờ phút này chuyện trò vui vẻ, một mặt đáng tiếc biểu lộ.
ba người đều là biểu lộ mang theo một tia bất đắc dĩ. Bất quá không sao, chỉ ít để kia Mạnh Túy trọng thương, cũng có thể cho phía trên bàn giao, nếu là Mục Vân làm rùa đen rút đầu, vậy chúng ta đúng là không có cách nào. Đông đông đông, ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện, tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì, Lý Sản giờ phút này nhướng mày nói. Lý Sư Huynh, mới vừa nhận được tin tức, kia Mục Vân, xuất quan. Ngoài cửa thanh âm vang lên, xuất quan, Lý Sản lông mày nhíu lại, từ từ nói, xuất quan liền xuất quan thôi, ngạc nhiên. Ngoài cửa người tiếp tục nói, Mục Vân xuất quan, nhìn thấy Mạnh Túy bị thương, giận tím mặt, mang theo Tạ Thanh, trực tiếp tiến nhập Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 5, mà lại lớn tiếng, muốn giết hắn, tiến Ngộ Đạo Tháp, ai không đi, ai là rùa đen vương bát đản. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt biến hóa. Thật như vậy nói, tin tức tại Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đều truyền ra. Viện bên trong, ba người tại lúc này, sắc mặt không tốt lắm. Truyền ra, điều này có ý vị gì? Mục Vân đã là rõ ràng, không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngược lại là chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Ngô Hạo lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là có mấy phần huyết tính. Nếu là không có huyết tính, cũng không có khả năng có dũng khí thật giết Ô Diễm. Hứa Mông giờ phút này đứng dậy, sửa sang quần áo, cười nói, ai cũng biết, Ô Diễm là Ô Linh Lung đệ đệ, mà lại càng là Thiên Vũ Ảm tiểu cứu tử. Thiên Vũ Ảm đối Ô Diễm, kia là cực tốt, hy vọng thông qua Ô Diễm, để Ô Linh Lung thích hắn. Cái này ba tiểu tử, làm thịt Ô Diễm, kia chính là đánh Thiên Vũ Ảm mặt, càng là thương Ô Linh Lung tâm, càng làm cho Thiên Vũ Ảm tức giận. Có thể là, bọn hắn còn là làm như vậy, cả gan làm loạn. Thiên Đạo Viện bên trong, Ô Diễm giới thánh ngũ trọng, thực lực không thấp, có thể là toán cái gì tôn quý sao? Không tính, nhưng là, cho dù bọn hắn vài vị giới thánh cửu trọng, nhìn thấy Ô Diễm, vẫn y như cũ là khách khí. Lưng tựa Ô Linh Lung không nói. Vẻn vẹn là Thiên Vũ Ảm vì truy cầu Ô Linh Lung, đối Ô Diễm cũng là bảo vệ có thừa, đầu này, chớ nói Thiên Đạo Viện bên trong, chính là toàn bộ Thánh Tử Viện bên trong, cũng không ai dám đối Ô Diễm thế nào. Có thể là cái này nhảy ra ba người, liền dám làm. Không sợ chết sao, không sợ chết có thể, vậy thì phải trả giá tử vong đại giới. Vào giờ phút này, ba người đều là đứng dậy, vốn chỉ muốn, việc này kết thúc, có thể buông lỏng một trận, hiện tại xem ra. Vẫn là muốn bận rộn a. Bất quá, chính là ba cái khiêu lương tiểu sử mà thôi, không tính là gì. Ba người ngôn ngữ vài câu, đều đứng dậy. Đi thôi, giải quyết cái này ba phiền phức, ta mời các ngươi hảo hảo uống một bữa rượu. Phải lạc, tam đạo thân ảnh, hướng phía Ngộ Đạo Tháp mà đi. Mà lúc này giờ phút này, Ngộ Đạo Tháp bên trong. Tầng thứ 5, giới thánh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới đệ tử, mới có thể tiến nhập tầng thứ 5. Chỉ là lần này, tầng thứ 5 bên trong, vô cùng náo nhiệt. Không phải đến chỗ này ma luyện đệ tử nhiều, mà là đến xem náo nhiệt đệ tử nhiều hơn. Chuyện này, làm cho vô số người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân, Tạ Thanh, liên quan tới hai người tin tức, cũng là truyền ra tới. Vào giờ phút này, tầng thứ 5 bên trong, một mảnh hoang vùng núi vực. Bốn phía, mùi máu tươi dần dần nồng nặc lên, mà trên mặt đất, đã là xuất hiện 7-8 đạo thi thể. Nhìn kỹ lại, 5 vị giới thánh thất trọng, 3 vị giới thánh bát trọng. Mà lại, không chỉ là Thiên Đạo Viện đệ tử, cũng có Địa Đạo Viện đệ tử. Giờ khắc này, hoang sơn bên ngoài mấy chục dặm, không ít người đều là che lấp khí tức, chậm đợi sự tình phát triển. Việc này quá kinh hãi. Hai vị giới thánh thất trọng Địa Đạo Viện đệ tử, công nhiên khiêu chiến kẻ thù của mình. Mà biết ẩn tình người, càng là nội tâm cảm giác sợ hãi. Ô Linh Lung, Thiên Vũ Ảm, cái này hai vị, không có chỗ nào mà không phải là Thánh Tử Viện bên trong, nhân vật hô phong hoán vũ. Mục Vân cùng Tạ Thanh, thế mà còn dám đắc tội. Thực sự là không muốn sống a. Vào giờ phút này, đối với Mục Vân đến nói, đây đều là không sợ hãi. Xem ra, hai viện đệ tử, cũng bất quá là như thế. Những cái kia liền nghĩ âm người đám ra hỏa, bây giờ lại là cũng không dám ra ngoài hiện, buồn cười đến cực điểm. Mục Vân ánh mắt mang theo đùa cợt, giết 8 người này, căn bản không đáng chú ý. Đám người bốn phía, đều là kinh hô không thôi. Cái này ra hỏa, thật ngông cuồng đi. Liền xem như báo thù, khiêm tốn một chút cũng tốt. Vạn nhất thật trêu chọc đến giới thánh cửu trọng, nên làm thế nào cho phải? Mục Vân, Tạ Thanh, nhất đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, cười nhạo nói, sắp chết đến nơi, còn không tự biết sao. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Tứ đạo thân ảnh, phá không mà tới. Bạch y bốn người, hiển nhiên là Thiên Đạo Viện đệ tử. Ngươi là ai? Hừ, Lê Trử, kia thanh niên cầm đầu sắc mặt lãnh đạm. Hờ hững nói, chính ngươi muốn chết, trách không được người khác, hôm nay tại địa phương này,
ngươi là tuyệt không có khả năng còn sống ra ngoài. Nói nhảm nhiều quá, Mục Vân vào giờ phút này, không nói hai lời, một giây lát ở giữa giết ra. Toàn thân cao thấp, khí thế bộc phát ra. Giới thánh thất trọng, cảnh giới như thế, nhưng là Mục Vân thể nội khí huyết, lại là lộ ra quá mức bá đạo. Ma hung chú, nhất đạo chú ấn, giây lát ở giữa thẳng hướng Lê Chử. Lê Chử sắc mặt không thay đổi, thần sắc lãnh đạm. Lực nguyên thần trưởng, một trưởng vỗ ra, kia trưởng ấn hóa thành chân thực tồn tại, triệt để bộc phát ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Oanh, va chạm phá vỡ, Mục Vân giây lát ở giữa lấn người tới gần. Tam cực quy thiên thuật, ba đạo ấn ký, giây lát ở giữa khép lại, quay chung quanh hướng Lê Chử. Thấy cảnh này, Lê Chử thần sắc không thay đổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn bất quá lớn chừng bàn tay, có thể là xuất hiện giây lát ở giữa, hóa thành cao mấy chục mét lớn, ngăn cản tại Lê Chử thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhãn bên trong chế nhạo hương vị càng đậm. Chịu chết đi, một tiếng ầm vang, ba đạo ấn ký, giây lát ở giữa khép lại. Ngay tiếp theo Lê Chử bản thân, đem kia tấm thuẫn nhất đạo, bị ba đạo ấn ký cho trói buộc chặt. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, thiên địa ở giữa, lực lượng bộc phát ra. Lê Chử giờ phút này, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, ổn định thân hình ở giữa, chung quy là chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 3426 Cát Nguyên, hai cái đối mặt, giây lát ở giữa không chịu nổi. Một màn này, làm cho mọi người đều là ngẩn ngơ. Ba người khác, giờ phút này nơi nào còn dám chủ quan, giây lát ở giữa lấn người mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Lục cực quy thiên thuật, giờ khắc này, lục đạo ấn ký, giây lát ở giữa xuất hiện, súng lại hướng ba người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá phong thần quyền, liệt diễm thần trưởng, hóa vũ chi kiếm, ba người giây lát ở giữa thi triển toàn lực, Lê Chử bị thương, đủ để nhìn ra, cái này cái Mục Vân không đơn giản. Bọn hắn nếu là còn không thi triển toàn lực, kia thật là chính mình quá ngu. Ầm ầm, một giây lát ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lê Chử vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần khó xử. Mục Vân, không thích hợp, cái này ra hỏa giới thánh thất trọng, luận giới lực phẩm cấp, cao hơn chính mình đi. Mà kia thi triển giới quyết, uy lực càng là bá đạo. Bình thường mà nói, liền xem như cùng là tam phẩm giới quyết, đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Có tam phẩm giới quyết, uy lực bộc phát cũng không đầy đủ. Có thể là có, lại là rất mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân thi triển giới quyết cho người cảm giác, chính là như thế. Cái này ra hỏa, tu luyện là cái gì giới quyết? Vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh, cùng nhau tiến lên. Mục Vân thi triển lục cực quy thiên thuật, đem ba người vây khốn. Lê Chử thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng giết ra. Nếu là bị kia lục đạo ấn ký vây quanh, trực tiếp nổ tung, thương tích rất sâu, hắn vừa rồi đã thể nghiệm qua. Lê Chử gia nhập, lục đạo ấn ký tại lúc này, còn không thể trói buộc bốn người. Lê Chử sắc mặt quét ngang, quát, ngăn trở, nếu bị ấn ký trói buộc, chúng ta liền phải xong đời. Ngăn trở, Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng, cười nhạo nói, bằng ngươi nhóm bốn người, chống đỡ được sao? Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo lạnh lùng. Hợp, trong chốc lát, lục đạo ấn ký, tại lúc này khép lại. Phanh phanh phanh, đứt gãy tiếng vang lên. Lê Chử bốn người, sắc mặt giây lát ở giữa thảm bạch, đầu gối hai tay vị trí, xương cốt vặn vẹo. Kia lục đạo ấn ký trói buộc uy lực, quá bá đạo. Bốn người căn bản chống đỡ không nổi. Kêu thảm âm thanh, truyền lại hơn 10 dặm. Dừng tay, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng quát vang lên. Người chưa tới, thanh âm trước đến. Nghe được kia tiếng quát, Mục Vân lại là trên mặt cười ngớ ngẩn. Dừng tay, ngươi là cái thá gì? Để ta dừng tay, oanh, một câu uống xong, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Khí tức bá đạo, tại lúc này vang lên. Đông, đại địa một tiếng ầm vang, vang lên bạo liệt. Một thân ảnh, cầm trong tay một tòa bách trượng sơn nhạc, trực tiếp đập tới. Mục Vân nhìn thấy kia bách trượng sơn nhạc đập tới, sắc mặt phát lạnh. Cho ngươi, bá một tiếng, Lê Chử bốn người, bị trực tiếp phun ra. Oanh, tứ đạo thân ảnh, bị bách trượng sơn nhạc, trực tiếp đập nhão nhoẹt. Giờ khắc này, nơi xa đến thân ảnh, nộ khí bộc phát. Ngươi muốn chết, Mục Vân, đảo mắt ở giữa, kia một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Một bộ bạch y, dáng người hơi mập, đứng chắp tay ở giữa, cho người cảm giác, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Mặc dù nhìn một chút hơi mập, có thể là cũng không có một tia hòa ái cảm giác, càng nhiều hơn chính là lãnh khốc, hờ hững. Thiên đạo viện Cát Nguyên, thiên đạo danh tứ thập nhất vị, cái này ra hỏa, xuất hiện, bị Mục Vân giết những người kia, phần lớn là thiên đạo viện,
nghe nói năm đó Thiên Vũ Ảm cùng Ô Linh Lung hai người, đều là từ Thiên Đạo Viện đi ra, đoán chừng muốn giết Mục Vân, Thiên Đạo Viện người tương đối nhiều. Cái này có ý tứ, cửu trọng đều đi ra. Vào giờ phút này, vây xem đám người, nhịn không được lại lần nữa thối lui. Lần này, sự tình diễn biến càng thêm nghiêm trọng, cửu trọng xuất hiện, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Chuyện hôm nay, thế nào nhìn, đều giống như Mục Vân tại cái này võ đài. Ai xuất thủ, kia chính là sinh tử chiến. Vào giờ phút này, bốn phía đám người, đều là từng cái chú ý cẩn thận, không dám loạn nói. Một cái sơ sẩy, bị cuốn vào đến trong mâu thuẫn, kia có thể là chuyện rất phiền phức. Ngươi là ai, Ô Linh Lung chó săn, còn là Thiên Vũ Ảm chó săn. Mục Vân nói thẳng, Cát Nguyên giờ phút này, sắc mặt không thay đổi. Thật đúng là buồn cười, võ đạo một đường, dựa vào chính là mình dốc sức làm, phấn đấu. Từng cái nghĩ đến giúp hắn người, đạt được chỗ tốt, tìm tới chỗ dựa, thật sự là đủ đáng thương buồn cười. Cát Nguyên nghe đến lời này, sắc mặt lãnh khốc mấy phần, quát, như ngươi như vậy, tùy ý làm bậy. Không có chỗ dựa, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thật sao, Mục Vân lại là cười cười nói, đã như vậy, kia liền nhìn xem, ngươi chết trước còn là ta chết trước. Mục Vân, thu tay lại đi. Cát Nguyên giờ phút này lần nữa nói, tiếp tục, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thu tay lại nên giết ta người, không phải là muốn giết ta sao? Trước kia Tạ Thanh thường xuyên nói ta, ngươi cái này người đi đến đâu, phiền phức liền đến ở đâu. Về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy, có thể là, có ít người chính là không đem ngươi mệnh làm mệnh nhìn, sao có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là liều mạng, đọ sức thành công, liền sống sót, không thành công, liền chết, đáng tiếc. Nhiều năm như vậy đến, ta còn chưa có chết. Có lẽ ta chính là cái này thương lan thế giới vị diện chi tử, thiên tuyển chi tử, không chết được chứ. Cát Nguyên nhìn về phía Mục Vân, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế gian này, ở đâu ra vị diện chi tử? Cát Nguyên lãnh đạm nói. Cho dù là vị diện chi tử, cũng là như Thiên Vũ Ảm sư huynh như vậy, gặp may mắn, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thiên Vũ Ảm, thánh tử bảng thủ, giới thần cường giả. Kia mới gọi vị diện chi tử nhân vật, Mục Vân cười nhạo một tiếng, Thiên Vũ Ảm toán cái rắm. Chỉ là giới thần, chính là vị diện chi tử rồi. Sớm tối dẫm tại dưới chân, cái gì là vị diện chi tử, thiên tuyển chi tử, Mục Vân ngược lại là cảm giác, Mục Thanh Vũ rất giống, Lục Thanh Phong cũng giống. Trên thực tế, Tần Mộng Giao hắn đều cảm giác rất giống. Về phần hắn, thật đúng là không giống, mấy lần trở về từ cõi chết mấu chốt, kia cũng là đạt được mấy người kia trợ giúp. Thậm chí, cho tới bây giờ, Mục Vân cảm giác, chính mình cái này cái gọi là cửu mệnh thiên tử, ngược lại không giống như là chuyện gì tốt, ngược lại là vướng víu, có đôi khi Mục Vân thậm chí đang nghĩ, nếu là làm hắn có một ngày, công thành danh toại, hóa thân thế giới chi chủ, cái này hậu thế người ghi chép lại. Mục Thanh Vũ cũng tốt, Lục Thanh Phong cũng được, Tần Mộng Giao tính đến, hắn thế nào nhìn, đều không giống như là cố sự nhân vật chính người kia. Mà giờ khắc này, nghe được Mục Vân lời này, bốn phía mấy người lại là sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa, muốn chết à? Như thế công nhiên đánh giá Thiên Vũ Ảm, nếu là bị Thiên Vũ Ảm nghe đi, chỉ sợ sẽ triệt để chọc giận Thiên Vũ Ảm. Trên thực tế, bây giờ muốn để Mục Vân chết, một phần là Ô Linh Lung tìm người, mà một bộ phận, là Thánh Tử Viện Thánh Tử, vì nịnh nọt Thiên Vũ Ảm, tìm tới giới thánh đệ tử, trả thù Mục Vân. Thiên Vũ Ảm, kia là căn bản không có coi Mục Vân là chuyện. Có thể là, một vị giới thánh thất trọng, như thế đánh giá hắn. Thiên Vũ Ảm còn có thể không xem ra gì sao? Mục Vân cái này là đem chính mình đẩy lên mặt đối lập cực hạn. Có thể là vào giờ phút này Mục Vân quan tâm sao? Không quan tâm, Thiên Vũ Ảm như thế trung tình Ô Linh Lung, mà sớm tối hắn sẽ làm rơi Ô Linh Lung, kia Thiên Vũ Ảm sớm tối là mình địch nhân. Nếu là địch nhân, không có gì tốt che giấu. Chí ít hiện tại, tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Thiên Vũ Ảm cũng không thể đối hắn như thế nào. Đợi hắn đến giới tôn cấp bậc, Thiên Vũ Ảm càng không khả năng đối phó hắn. Chương 3427, kiếm thể tam đoán. Nên sợ thời điểm sợ, có thể là chớ nên sợ thời điểm, liền không thể sợ. Trận chiến ngày hôm nay, bất kể như thế nào đối đãi, hắn cũng không thể lui bước. Cát Nguyên vào giờ phút này, vẻn vẹn từ Mục Vân lời nói cùng sở tác sở vi, chính là biết, muốn để Mục Vân nhận thua, kia là không có khả năng. Đã như vậy, chỉ có tại địa phương này, chém giết Mục Vân. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay quang mang nhất chuyển, Cát Nguyên bàn tay, cầm một cây trường thương. Kia hơi có vẻ hơi mập thân thể, tại trường thương phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm uy nghiêm. Mục Vân cũng là ánh mắt không thay đổi, trong tay, luyện tâm nguyên kiếm xuất hiện. Trường kiếm nơi tay,
Mục Vân cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay, chú định dương danh, bá, trong tích tắc, Cát Nguyên giết ra. Người chưa tới, trường thương đã là quét ra nhất đạo thương mang, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm bộc phát ra một đạo kiếm mang, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thương mang cùng kiếm mang giây lát ở giữa va chạm, làm cho mọi người đều là sững sờ. Như thế cường hoành va chạm, để người khá có phần không kịp chuẩn bị. Cát Nguyên thực lực, không ít người là biết đến, có thể là Mục Vân tựa hồ, cũng không kém, vẻn vẹn là chiêu này kiếm khí bộc phát quỹ tích cùng cường độ, có thể thấy được chút ít. Cát Nguyên giờ phút này, thân thể đã là trực tiếp áp gần Mục Vân. Thương mang tại lúc này bộc phát, cường thịnh khí tức, làm cho Mục Vân thân ảnh rút lui. Giờ khắc này, Cát Nguyên cho người cảm giác, hết sức cường thịnh. Thương cùng người, tựa hồ cũng là một cái khuôn mẫu. Đối kiếm thuật cực kỳ thấu hiểu Mục Vân minh bạch, chân chính dung hợp thương, người cùng thương nhất thể, mới có cái này loại lực áp bách. Cái này ra hỏa, khó đối phó. Khanh, hư không ở giữa, thương cùng kiếm, tại lúc này ngạnh sinh sinh va chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là hết sức chăm chú. Chỉ là, một số người tại lúc này thậm chí cảm giác được, hai người giao thủ, quá hư ảo, căn bản là nhìn không thấu. Thực lực như vậy, tại hai viện hội vũ thời điểm, nhất định có thể thể hiện ra siêu cường phấn khích chiến đấu tới. Vào giờ phút này, mọi người đều là mắt sáng lên. Chỉ gặp Mục Vân cùng Cát Nguyên hai người, giây lát ở giữa tách ra. Sau một khắc, hai người thân trước, kiếm mang cùng thương mang bộc phát ra cực mạnh sát khí. Thương long thuật, tứ phương thiên kiếm, thương hóa thành long, gào thét mà ra, khí thế kinh người, xé rách hư không. Kiếm ngưng tụ thành ảnh, tứ đạo kiếm ảnh, từ tứ phương, trực tiếp thẳng hướng kia thương long. Oanh, trong phạm vi mấy chục dặm, thiên địa run rẩy, mặt đất sụt lún. Dạng này giao thủ, làm người sợ hãi. Bát phương thần kiếm, thương hóa thiên vũ, sát na, hai người lại lần nữa giao phong. Cuồng bạo sát khí, để người cơ hồ vô pháp nhìn chăm chú. Quá cường đại, trong đám người, không ít giới thánh thất trọng, bát trọng, thậm chí còn có vài vị giới thánh cửu trọng, thấy cảnh này, đều là ánh mắt sợ hãi. Là thật sự rất mạnh, không nói đến hai người ai thua ai thắng, vẻn vẹn là cái này loại giao thủ cấp bậc, đủ để nhìn ra, hai người thực lực đều rất mạnh. Cát Nguyên vào giờ phút này, hai mắt nhắm lại, lãnh đạm ánh mắt, nhìn về phía Mục Vân. Khó trách cái này cuồng vọng, đúng là có cuồng vọng tư cách. Một cái khẳng định, đủ để chứng minh Mục Vân thực lực bây giờ. Mục Vân lại là cười cười. Đáng tiếc, ngươi chẳng ra sao cả. Mục Vân lạnh nhạt nói, giới thánh cửu trọng, không gì hơn cái này. Giới thánh cửu trọng, không gì hơn cái này. Ngắn gọn bát tự, lại là một loại miệt thị. Đối Cát Nguyên miệt thị, khinh miệt. Lời này vừa nói ra, Cát Nguyên ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Một câu rơi xuống, Cát Nguyên hơi mập thân thể, tại lúc này bộc phát ra cường thịnh khí tức. Ầm ầm, đại địa oanh minh, run rẩy không thôi. Chỉ gặp Cát Nguyên giờ phút này, trên người thịt mỡ, thế mà giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Cát Nguyên thân thể trở nên thon dài nên tuấn mỹ. Bất khả tư nghị, mà giờ khắc này, Cát Nguyên trường thương trong tay, lại là bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Giống như Cát Nguyên trên người thịt mỡ, tại lúc này đều là chuyển hóa đến thanh trường thương kia phía trên. Ánh mắt mọi người tại lúc này đều là kinh hãi. Bá, một giây lát ở giữa, Cát Nguyên giết ra, trường thương tốc độ càng nhanh, quang mang càng hơn, khí thế càng mạnh. Bát phương thần kiếm, trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bốn phía, bát đạo thần kiếm hình bóng, tại lúc này bạo liệt mà ra. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Trường thương tại lúc này, khuấy động bát đạo kiếm ảnh, làm cho Mục Vân bàn tay tại lúc này, đều là trong lúc mơ hồ run rẩy lên. Thật mạnh thương thế, vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, Cát Nguyên vừa rồi, đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Kia trên người thịt mỡ tiêu thất, tựa hồ lại chuyển hóa thành trong thương chi khí. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, nhất đạo kiếm ảnh tại lúc này vỡ vụn, Cát Nguyên ánh mắt mang theo một vòng lãnh đạm, một thức này, vốn là chuẩn bị tại hai viện hội vũ thời điểm thi triển đi ra. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân giới thánh thất trọng cảnh giới, cư nhiên như thế khó chơi. Không có cách, đành phải hiện tại thi triển đi ra. Tuy nói cứ như vậy, bại lộ lá bài tẩy của mình, có thể là, có thể giết Mục Vân, sẽ khiến cho thánh tử viện mấy vị kia, đối với mình yêu ái có thừa. Đến lúc đó, thành tựu giới tôn, cũng không tính việc khó. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, đạo thứ hai kiếm ảnh vỡ vụn, Mục Vân giờ phút này, hóa thế công làm phòng ngự. Cát Nguyên ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ, khá lắm, cư nhiên như thế cứng cỏi. Cho tới bây giờ, Mục Vân thế mà còn là đâu vào đấy chống cự,
Chịu chết đi, giây lát ở giữa, Cát Nguyên thân ảnh giết ra, trường thương theo thân ảnh, đâm thẳng Mục Vân, truy kích mà đi. Kết thúc, chỉ là, trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là vừa sải bước ra. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát, một đạo kiếm khí, tại lúc này bộc phát, to lớn kiếm mũi tên, tại lúc này trực tiếp thăng không. Thấy cảnh này, Cát Nguyên lại là cười nhạo liên tục. Bực này khí thế, có thể là không đủ, kiếm thể nhị đoán, tăng phúc là rất mạnh, nhưng là ngươi không phá nổi thương của ta thế. Mục Vân mặt mang mỉm cười, ai nói cho ngươi, ta là nhị đoán kiếm thể rồi. Khanh, sát na, Mục Vân bên ngoài thân, nguyên bản hai đạo nhàn nhạt phản ấn, tại lúc này, hóa thành tam đạo. Kiếm thể, tam đoán, Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, cự kiếm, chém xuống, ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Ầm một tiếng, một cây trường thương, rơi xuống trên mặt đất. Theo sát mà tới, là Cát Nguyên kia thon dài thân thể. Chỉ là, vào giờ phút này Cát Nguyên, lại là trên thân huyết động chồng chất, sắc mặt thảm bạch, khí tức trượt lợi hại. Mục Vân khu kiếm mà tới, nhìn về phía Cát Nguyên. Giới thánh cửu trọng, không gì hơn cái này. Vẫn y như cũ là câu nói này, có thể là tại lúc này nghe, lại là như thế đương nhiên. Cát Nguyên bại, bị Mục Vân đánh bại, kiếm khí gào thét, Mục Vân vào giờ phút này, trường kiếm trong tay rơi xuống, tiên huyết biểu ra. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, Cát Nguyên mất mạng, Mục Vân giới thánh thất trọng, kiếm trảm cửu trọng. Hai viện hội vũ trước, Mục Vân giờ khắc này, tại dương danh lập vạn. Kẻ này, hai viện hội vũ thời khắc, tuyệt đối sẽ hiển lộ tài năng, mà lại, không người hội đem hắn xem như một vị kẻ yếu. Càng không khả năng tại lúc này, đem hắn nhìn thành vẻn vẹn giới thánh thất trọng. Thử hỏi, cái nào giới thánh thất trọng, có thể kiếm trảm cửu trọng? Tạ Thanh vào giờ phút này, đến Mục Vân bên cạnh thân, trong tay cầm Cát Nguyên trường thương, như tên trộm cười nói, cái này thương không tệ, ta muốn. Chương 3428, ta nghĩ trước phá cái cảnh. Mục Vân thở ra một hơi, nói chỉ sợ không tốt trưởng khống, Cát Nguyên là dùng khí huyết nhục đến uẩn dưỡng này thương, cho dù ngươi xóa đi hắn hồn tức, cũng không tiện trưởng khống. Khí huyết nhục uẩn dưỡng, hắn có thể hơn được ta khí huyết nhục sao? Tạ Thanh vung vẩy trường thương, nhếch miệng cười nói, đây chính là đồ tốt, tam phẩm giới khí bên trong, cũng toán không tầm thường. Ngươi cẩn thận chút sử dụng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, mùi máu tươi nồng đậm, Mục Vân vào giờ phút này, đứng vững chỗ, nhìn xem bốn phương tám hướng. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu ánh mắt, đang ngó chừng hắn. Những người này, hoặc là xem náo nhiệt, cũng có nguyên bản định xuất thủ. Chỉ là hiện tại, lại là từng cái lui bước, Cát Nguyên bỏ mình, một vị giới thánh cửu trọng, bị Mục Vân vị này giới thánh thất trọng chém giết. Giờ khắc này, liền xem như giới thánh cửu trọng, cũng không dám xuất đầu. Hai viện hội vũ sắp đến, không cần thiết vì chuyện này mà mạo hiểm. Nếu là có thể tại hai viện hội vũ thời điểm, đại triển danh tiếng, đạt được viện bên trong cao tầng tài bồi, tấn thăng làm giới tôn, thành vì thánh tử viện thánh tử, tốt đẹp tiền đồ phía trước. Giờ khắc này liều mạng, thật hội có chết phong hiểm. Xem ra, thánh tử tại hai viện lực ảnh hưởng, cũng bất quá như thế. Mục Vân lúc này cười nhạo nói, chỉ là tình trạng này, liền không người dám xuất thủ sao. Ngươi nhóm thật đúng là khiến người ta cảm thấy thất vọng a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Không ít nguyên bản định xuất thủ người, càng là gương mặt ửng đỏ. Chỉ là, không bằng Mục Vân, bị trào phúng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn theo. Hiện tại, ai dám ra tay, người đó là muốn chết. Thật cuồng lời nói, tiểu tiểu giới thánh, bực này cuồng vọng tư cách, không khỏi quá không coi ai ra gì. Cách đó không xa, tam đạo khí thế trùng thiên khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Loại kia cường hoành lực bộc phát, ai cũng có thể nhìn ra. Giới thánh cửu trọng, ba cái giới thánh cửu trọng, là ai đến rồi, ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Từ từ, tam đạo thân ảnh tới gần, Ngô Hảo, Hứa Mông, Lý Sản, vào giờ phút này, nhìn về phía ba người, đám người lại lần nữa thối lui. Ba người này, có thể là tại thiên đạo viện bên trong, danh khí không nhỏ. Thiên đạo viện bên trong, có thiên đạo danh bảng, này ba người, tại vị xếp trước 30, ba người. Bất kỳ cái gì một cái, đều so Cát Nguyên thực lực càng mạnh. Lần này, thật là đến trọng yếu nhân vật, Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn về phía ba người. Tạ Thanh giờ phút này, tay cầm trường thương, ngữ khí trầm giọng nói, chính là cái này ba tên hỗn đản. Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản, chính là bọn hắn vây ta cùng Mạnh Túy. Vào giờ phút này, đám người còn lại, cũng là nhìn về phía mấy người kia. Lần này, trò hay đến rồi. Mục Vân nhìn về phía ba người, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau màn hắc thủ tới rồi sao?
Lần này, có ý tứ. Lý Sản nhìn bốn phía, chết mấy người, thất trọng, bát trọng, cửu trọng đều có. Cái này ra hỏa, điên rồi. Giới thánh thất trọng, xem ra ngươi mới là trong ba người hạch tâm. Lý Sản bình tĩnh nói. Hạch tâm sao? Mục Vân cười cười nói, không sai, ta là hạch tâm, hết thảy về sau, có chuyện gì liền hướng về phía ta đến là được, đừng làm những cái kia loạn thất bát tao. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, chết rồi, có thể là rất đáng thương. Thật sao? Mục Vân nhìn về phía ba người. Giới thánh cửu trọng, ba cái. Gấp gáp sao? Mục Vân đột nhiên mở miệng. Ba người nhìn về phía Mục Vân, cũng là sững sờ. Ta là hỏi các ngươi, gấp gáp sao? Gấp gáp giết ta sao? Nếu như không vội vã, ta nghĩ trước phá cái cảnh. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội khí tức, tại lúc này dần dần bốc lên. Thất đạo hồn y bên ngoài, đệ bát đạo hồn y, tại lúc này ngưng tụ. Thọ nguyên khôi phục lại 800 vạn năm lần, Mục Vân hiện tại dựa vào đại tác mệnh thuật, không cần khôi phục tự thân thọ nguyên. 800 vạn năm, đủ. Cho nên, vừa rồi chết đi đám người, thất trọng bát trọng cửu trọng đều có, vì chính mình bổ sung khí huyết, không thể tốt hơn. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Giới thánh bát trọng, khí tức giây lát ở giữa không giống. Thấy cảnh này, Ngô Hạo ba người, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Cái này ra hỏa, như thế nào làm đến? Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại. Bá, một giây lát ở giữa, Mục Vân giết ra. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Ba vị giới thánh cửu trọng, kia có thể là vật đại bổ. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Trong lúc nhất thời, bốn người giao thủ. Kiếm ra, quang mang cường thịnh. Vào giờ phút này, Mục Vân kiếm trong tay, tựa hồ so vừa rồi cường hoành mấy lần không thôi. Bực này kiếm khí quang mang phía dưới, mọi người đều là cảm nhận được, ẩn chứa khí tức kinh khủng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oanh, đạo đạo bạo tạc tính chất lực lượng, tại thiên không truyền ra. Bốn phía người xem náo nhiệt, không thể không tản ra. Bốn người này giao thủ, có thể là lại không giới hạn mức một chỗ. Tạ Thanh thấy cảnh này, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn bốn phía. Song song, huynh đệ của ta bị ba cái giới thánh cửu trọng cuốn lấy, tám thành muốn chết rồi, ta phải chạy. Xem náo nhiệt, có hay không hiện tại muốn giết ta a? Không giết ta, ta có thể chạy a, không phải vậy huynh đệ của ta chết rồi, ta liền sợ chạy không thoát. Vài ba câu, đám người ngạc nhiên, có ý tứ gì, cái này ra hỏa, muốn chết. Chỉ là, theo Tạ Thanh lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh, lại là kích động. Không sai, Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản ba người xuất thủ, kia Mục Vân có thể giết Cát Nguyên, có thể là giết ba người này xác suất rất thấp rất thấp. Lúc này, ra tay với Tạ Thanh, là cái thời cơ tốt. Có người, thật động tâm. Không bao lâu, năm thân ảnh, tại lúc này đi ra. Ba vị giới thánh thất trọng, hai vị giới thánh bát trọng. Tạ Thanh nhìn thấy năm người kia đi ra, mặt mỉm cười. Thật ra a, Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Bá bá bá. Năm người vào giờ phút này, lại là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tạ Thanh cầm trong tay trường thương, vừa sải bước ra, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Giết liền giết hảo, ai sợ ai, cũng không thể Mục Vân xuất thủ, hắn liền xem náo nhiệt a. Danh tiếng đều bị Mục Vân một người cướp đi, đó cũng không phải là sự tình tốt. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, lưỡng sử giao chiến, càng thêm lửa nóng. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Giới thánh bát trọng, mặc dù lực lượng cường đại, còn không tới kịp nếm thử. Có thể là, loại cảm giác này, lại là để người hết sức thoải mái. Chí ít, đối mặt trước mắt ba người, cũng không phải là bị áp chế. Lực lượng bên trên, có thể địch nổi. Tịnh tâm nguyên trưởng, tay phải cầm kiếm, tay trái xuất trưởng. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm, mang theo từng đợt lực lượng bồi hồi cảm giác. Thư sướng. Linh nguyên quỷ chảo, một chảo bay ra, khí tức khiếp người, tại lúc này phóng thích ra. Giờ khắc này, Mục Vân mới từ đáy lòng cảm giác được, vạn nguyên quy thiên quyết cường đại. Cái này vài thức, đều là vạn nguyên quy thiên quyết trước vài thức, tiền nhiệm thi triển, uy lực cũng rất mạnh, có thể là bởi vì chính mình thực lực vấn đề, bộc phát không đủ. Mà lần này, bộc phát lực lượng, lại là rất cường đại. Mục Vân nhãn bên trong, mang theo một vòng mừng rỡ. Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản ba người. Giờ phút này lại là nội tâm hơi rung. Mục Vân cái này ra hỏa, lòng tự tin bạo dạc không giả, mà bây giờ xem ra, toàn bộ người, toàn thân cao thấp khí tức, đều là vô cùng cường hoành. Chương 3429, là ta sẽ không bỏ qua nàng. Giới thánh bát trọng, bọn hắn cũng là đi qua, bát đạo giới y tăng phúc, là không có khả năng cường đại như vậy.
Giờ phút này, ba người rõ ràng hiểu rõ, lần này, đụng phải kẻ khó chơi. Ma hung chú, nhất đạo chú ấn, tại lúc này bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường thịnh khí tức, vào giờ phút này, cho người ta một loại bá đạo khí chất. Ma khí dũng động, một chảo, trực tiếp chụp vào Ngô Hạo. Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng, quyền phong gào thét mà ra, trực tiếp ném ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Đạo đạo lực lượng, bộc phát ra. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, lực lượng chút xuống. Thật mạnh a, không hổ là giới thánh cửu trọng a. Ngươi nhóm chẳng lẽ không có cảm giác đến, Mục Vân cái này cái giới thánh bát trọng, cũng là rất cuồng bạo sao? Đúng vậy a, Mục Vân biểu hiện, là thật sự không ngừng đổi mới đám người nhận biết. Thiên kiêu, bọn hắn cũng đã gặp, thậm chí, tại cái nào đó cảnh giới, bọn hắn cũng là đều vị trí, được xưng là thiên kiêu nhân vật. Có thể là Mục Vân, tựa hồ càng bất đồng, lực lượng bộc phát, trưởng khống, vận dụng, những này đều không phải là một cái thiên kiêu tán thưởng, có thể giải thích. Vào giờ phút này, Mục Vân cho người cảm giác, chính là như thế. Toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát cảm giác 10 phần. Oanh, đại địa run rẩy, Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng. Tam cực quy thiên thuật, ba đạo ấn ký, trực tiếp công kích Ngô Hạo. Vào giờ phút này, Ngô Hạo cũng là tức giận không ngớt. Hắn là trong ba người tối cường, có thể là Mục Vân cái này ra hỏa, liền chuyên gánh hắn đánh. Hứa Mông cùng Lý Sản giờ phút này, từng cái tới gần. Lăn đi, nhất kiếm đẩy ra, lực lượng tại lúc này, phát tiết ra. Hứa Mông cùng Lý Sản thân ảnh rút lui, Mục Vân cũng không truy đuổi. Theo ba tên này như thế nào, hắn chỉ cần vạn nguyên quy thiên quyết cùng vẫn tinh thần kiếm quyết, giúp nhau vận dụng, lẫn nhau lực lượng xen lẫn, ba người này căn bản không làm gì được hắn. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Muốn chết đám gia hỏa, lục cực quy thiên thuật, tam cực quy thiên thuật, khốn không được Ngô Hạo, kia liền đến lục cực quy thiên thuật, lục đạo ấn ký, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Ngô Hạo giờ phút này biến sắc, khẩn thiết bộc phát, muốn phá vỡ kia ấn ký. Có thể là giờ khắc này, không phá nổi. Từ giới thánh bát trọng Mục Vân trong tay thi triển lục cực quy thiên thuật, vào giờ phút này căn bản không phá nổi. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, muốn chết, Hứa Mông cùng Lý Sản hai người, giờ phút này giây lát ở giữa tới gần. Kiếm thể tam đoán bộc phát, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa phóng xuất ra mãnh liệt kiếm khí. Bát phương thần kiếm, bát đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa thẳng hướng hai người. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Ngô Hạo, ngươi tối cường, liền trước hết nhất giết ngươi, cửu cực quy thiên thuật. Lần này, cửu đạo ấn ký, trực tiếp bao phủ mà ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh. Một tiếng ầm vang, đột nhiên bộc phát ra, cường thịnh khí tức, từng làn sóng càn quét ra. Đạo đạo tính bùng nổ lực lượng, vào giờ phút này cho người cảm giác, phá lệ cường đại. Ngô Hạo thân thể, bị ấn ký đè ép, muốn phá ấn mà ra, có thể là không cần nói như thế nào, đều là không cách nào phá mở. Cho tới giờ khắc này, Ngô Hạo hoảng sợ cảm giác được. Kia ấn ký bên trong lực lượng, tại đè xuống hắn không gian sinh tồn. Tiếp tục, hắn sẽ chết. Hứa Mông, Lý Sản, Ngô Hạo hoảng sợ quát to, người nhóm đang làm cái gì? Cái này rít lên một tiếng, làm cho Hứa Mông cùng Lý Sản hai người, cũng là nội tâm nhất kinh. Ngô Hạo nhìn không được, làm sao lại như vậy? Hai người bọn họ, tự thân khó đảm bảo. Bát phương thần kiếm, lại lần nữa giết ra. Mục Vân kiếm thể tam đoán, thôi động bát phương thần kiếm một thức này, uy lực thế nào mạnh mẽ? Đệ nhất kiếm, Lý Sản cùng Hứa Mông khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng là bây giờ, bá, bát đạo kiếm ảnh, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Bá đạo khí thế, để Lý Sản cùng Hứa Mông, căn bản là không có cách tiến thêm. Hoàng vẫn tinh kiếm sát, vào giờ phút này, kiếm khí gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, bạo liệt vang lên. Kiếm khí bạo liệt, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, lại là chưa từng lui lại. Kia Hoàng vẫn tinh kiếm sát, thẳng hướng Hứa Mông, mà Mục Vân thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Lý Sản. Một sát na này ở giữa, Lý Sản sắc mặt ngẩn ngơ. Nghĩ ngăn cản, thế nhưng lại vô pháp ngăn cản. Khanh, kiếm khí vung chém xuống tới. Mục Vân thân ảnh một trận, có thể, cũng vẻn vẹn chỉ là một trận. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Lý Sản thân thể, bị trường kiếm phá vỡ, thân thể một phân thành hai, nổ bể ra tới. Mà đổi thành một bên, Hứa Mông kêu thảm âm thanh, cũng là vang lên. Mọi người đều là ngạc nhiên, chết, Hứa Mông cũng chết rồi, bị Mục Vân vừa rồi một kiếm kia hạ xuống cho chém giết. Ba người, vừa rồi mắt thấy, Ngô Hạo lâm vào tử địa.
có thể là tình huống đột ngột chuyển chi ở giữa, ngược lại là Hứa Mông cùng Lý Sản chết. Đám người chẳng ai ngờ rằng, hội là kết quả này. Ngô Hạo vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch. Mục Vân, Ngô Hạo hoảng sợ nói, ngươi xông ra đại họa, Ô Linh Lung sư tỷ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Vân nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi sai, là ta sẽ không bỏ qua nàng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lời nói này, đủ cuồng vọng. Chỉ là vào giờ phút này, lại không người dám nói Mục Vân cuồng vọng. Cái này ra hỏa, cho dù là cuồng vọng, cũng là có cuồng vọng tư bản. Thực lực cường đại, liền xem như cuồng vọng lại như thế nào. Ầm ầm thanh âm vang lên, Ngô Hạo phẫn nộ không cam lòng thanh âm, cuối cùng bị ẩn tàng tại ấn ký bên trong, theo nhục thân sụp đổ, hoàn toàn tán loạn. Ba vị giới thánh cửu trọng, triệt để mất mạng. Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản ba người, có thể là thiên đạo viện, thiên đạo tên phía trên, 30 tên bên trong đệ tử. Thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, bị Mục Vân nhất nhân chảm giết. Như thế xem ra, vẻn vẹn giới thánh bát trọng Mục Vân, đã là người sở hữu giới thánh đỉnh tiêm thực lực. Có lẽ, có thể cùng thiên đạo tên, cùng với địa đạo danh, những cái kia trước 10 bên trong giới thánh cửu trọng nhóm đệ tử, so với. Giờ khắc này, mọi người đều là nội tâm sinh ra bực này ý nghĩ. Bành, mà cùng lúc đó, một bên khác, bành tiếng vang vang lên. Năm thân ảnh, đều thổ huyết, Tạ Thanh cầm trong tay trường thương, Ta Dị cùng chính trực khí tức, hội hợp một thân, biểu lộ ra khá là cổ quái. Một đám phế vật, Tạ Thanh mắng, về sau, thiên đạo viện, địa đạo viện, ai có dũng khí ra tay với chúng ta? Lão tử gặp một cái giết một cái, phách lối lời nói, mang theo vài phần bá đạo, chỉ là giờ phút này, lại là không người phản bác. Là rất bá đạo, có thể cũng không phải bá đạo không có đạo lý. Mục Vân giới thánh bát trọng, Tạ Thanh giới thánh thất trọng, tu vi như vậy, bộc phát ra thực lực như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy rất cường đại, bất khả tư nghị. Còn có ai? Tạ Thanh nhìn xem bốn phía, hừ một tiếng nói. Mọi người thấy cái này giới thánh thất trọng ra hỏa, như thế cuồng vọng, nội tâm không phục, có thể là không người dám trả lời. Dù sao, Mục Vân kia ngoan nhân, liền đứng tại Tạ Thanh bên cạnh đâu. Chết bốn cái giới thánh cửu trọng, đã là đầy đủ chứng minh, Mục Vân thực lực bản thân cường đại. Từ hôm nay trở đi, thiên đạo viện cùng địa đạo viện danh thiên tài, là phải thêm cái trước Mục Vân. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, cười ha ha một tiếng nói, lão Mục, không tệ lắm, cuối cùng là có một chút năm đó tiên vương dáng vẻ. Cùng với Mục Vân 20 năm qua, cái này ra hỏa, rất ít tức giận như vậy, cũng không có cái này bộc phát chính mình thực lực. Có thể là lần này, xem như thật triệt để bộc phát. Chỉ là như thế, chính là rất cường đại. Hắn nhưng là biết, Mục Vân còn có rất nhiều át chủ bài. Chương 3430, cái này còn không có ta sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía, cười cười. Lại hơn một năm thời gian, kia chính là hai viện hội vũ, đoán chừng đến thời điểm, trên lôi đài gặp, vẫn sẽ có người chưa từ bỏ ý định. Ta vốn chuẩn bị, khiêm tốn một chút, không triển lộ thực lực, đến thời điểm để những cái kia dự định tại so tài bên trong giết chúng ta người, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hiện tại xem ra, là không đùa. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lại là nhếch miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này còn không có ta sao? Hắn hiện tại có thể là giới thánh thất trọng cảnh giới. Tạ Thanh cũng không phải nói hưu nói vượn. Hắn cái này cái giới thánh thất trọng, thế nhưng không phải đóng. Bốn phía đám người, cũng không dám ở giờ phút này dừng lại, đều rời đi. Đi thôi, Mục Vân nói thẳng, đến đây cũng đầy đủ, thiên đạo tên trước 20, địa đạo danh trước 20. Những cái kia vị đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng, đoán chừng đều tại vì xung kích hai viện hội vũ làm chuẩn bị. Hai thân ảnh, rời đi ngộ đạo tháp tầng thứ 5. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia thanh minh. Lần này mấy lần giao thủ, hắn đối với mình thực lực, cũng là có một cái ước định. Đối mặt cửu trọng, đúng là không có áp lực quá lớn. Vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết kết hợp lại, lực bộc phát, đầy đủ đối phó đồng cảnh giới. Sau đó hơn một năm thời gian. Đem vạn nguyên quy thiên quyết cuối cùng tam thức, nguyên âm ấn, nguyên dương ấn cùng với âm dương nguyên ấn tập sẽ, hắn chính là không có vấn đề gì. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Thiên đạo viện, trước ba người, Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt. Địa đạo viện, trước ba người, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong. Sáu người này, đều là giới thánh cửu trọng đỉnh tiêm cấp bậc. Mà lại, Mục Vân cũng không cho rằng sáu người vô pháp đột phá giới tôn cảnh giới. Có lẽ đang chờ đợi lần này hội vũ so tài, mượn nhờ so tài, làm sâu sắc chính mình đối cảnh giới lĩnh ngộ. Mục Vân nội tâm, cũng là hy vọng, cùng mấy người kia giao thủ. Ngô Hạo đám người, cũng là giới thánh cửu trọng.
nhưng là, cùng một cảnh giới, bất đồng võ giả, cũng là có chênh lệch cực lớn. Mục Vân đối với cái này, ngược lại là tâm có điều ngộ ra. Hai người rời đi Ngộ Đạo Tháp, chính là trở về tới chỗ ở bên trong. Mạnh Túy chưa tỉnh lại, Tịch Diệp Thanh, Tạ Vũ Âm cũng đều ở chỗ này. Tiểu tử ngươi, thật sự là làm ẩu. Tịch Diệp Thanh nhìn thấy Mục Vân, nói thẳng. Ách, tin tức truyền ra nhanh như vậy. Mục Vân nhất thời ngẩn người. Ngươi cho là thế nào? Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, lần sau không cho phép như thế làm ẩu. Ngươi cũng đã biết, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện bên trong, giới thánh cửu trọng đệ tử, cộng lại sắp xỉ trăm người, vạn nhất xuất hiện vài cái nhân vật hung ác, cùng một chỗ vây sát ngươi. Tạ Thanh lười biếng nói, lần này ba cái, như thường bị Mục Vân cho làm thịt. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh ánh mắt bất thiện, nhìn về phía Tạ Thanh. Lần này nháo trò, người xem như nổi danh. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, những cái kia giới thánh cửu trọng, cũng sẽ không đem ngươi xem như đồng dạng giới thánh bát trọng, mà là hội đưa ngươi thả tại cùng một cái thân phận địa vị đối đãi ngươi. Ngươi tiếp xuống, cần cẩn thận. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu, vốn là chuẩn bị điệu thấp chút, nhưng là bây giờ, lại là vô pháp điệu thấp. Dạng này ngược lại là cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tránh khỏi những tên kia, đến bây giờ còn không phân rõ, hắn Mục Vân, đã không phải là dễ trêu. Mạnh Túy hiện tại như thế nào? Chí ít nghỉ ngơi một tháng thời gian, mới có thể dần dần khôi phục đi, cái này ra hỏa thân thể đủ mạnh, không phải vậy lần này, đoán chừng thật không tới. Tịch Diệp Thanh nói đến chỗ này, cũng là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, ba tên này có thể tiến tới cùng nhau, thật đúng là không phải tùy tiện. Mục Vân không cần phải nói, này chiến tuyệt đối dương danh. Mà Tạ Thanh, mặc dù thường ngày bên trong nhìn cả lơ phất phơ, có thể là thực lực cũng không phải đóng. Đến mức Mạnh Túy, lần này bị thương, bình thường người tuyệt đối là sống không, có thể là cái này ra hỏa, bản thân chữa trị cơ năng, cường đại đáng sợ. Bất kể thế nào nhìn, ba người đều không phải hạng đơn giản. Quan trọng hơn là, ba người cảnh giới đề thăng, đều rất nhanh. Bình thường người trăm năm, ngàn năm khả năng đề thăng, ba người này, là thời gian mười mấy năm. Vẻn vẹn là điểm này, nếu nói ba người không phải thiên kiêu hạng người, ai cũng sẽ không thừa nhận. Tiếp xuống, cẩn thận một chút. Tịch Diệp Thanh dặn dò, ta tiến nhập Thánh Tử Viện về sau, đạt được một ít tin tức, Thiên Vũ Ảm, đã là giới thần cấp bậc, kia Ô Linh Lung, tựa hồ cũng sắp đến giới thần cấp bậc. Thiên Vũ Ảm càng là được xưng là Thánh Tử Viện khôi thủ đệ tử, cũng không phải nói bậy. Năm đó Thiên Vũ Ảm, tại Nhân Đạo Viện, Thiên Đạo Viện cùng với về sau tiến nhập Thánh Tử Viện về sau, cơ hồ như cùng ngươi hiện tại như vậy, một đường thuận buồm xuôi gió, không ai có thể ngăn cản. Hiện tại, viện bên trong từng cái cao tầng đối hắn đều là ưu ái có thừa. Đến hắn cái này cái cấp bậc, đã không phải là giới hạn cùng các đệ tử tranh đấu, mà là bắt đầu tiến vào Ngọc Đỉnh Viện hạch tâm tầng thứ. Thậm chí tương lai, cái này gia hỏa khả năng sẽ trở thành chúng ta Ngọc Đỉnh Viện phó viện trưởng, viện trưởng, cái này đều nói không chính xác. Nghe được những này, Mục Vân cũng là nội tâm sững sờ. Thiên Vũ Ảm, cường đại đến mức độ này rồi. Thánh Tử Viện đệ tử, đều là giới tôn, giới thần cấp bậc. Xem ra cái này Thiên Vũ Ảm, đúng là có chỗ hơn người. Tạ Thanh giờ phút này cười nói, ta dù sao là không sợ, cái này ra hỏa còn không có gặp được ta, vậy thì không phải là cái gì xuôi gió xuôi nước. Tịch Diệp Thanh không thèm để ý, Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Tịch Diệp Thanh, cười cười nói, Tịch sư tỷ, cái này hai viện hội vũ so tài, đến cùng là thế nào so tài? Đầu tiên, là từ hai viện bên trong, đều chọn lựa ra 10 người. Sau đó, 10 người này hội tiến hành so tài, đến quyết định phân chia mạnh yếu. Cuối cùng chính là, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện trước 10 đệ tử, hội tiến hành cuối cùng so tài, song phương đều phái ra đệ thập đệ tử, sau đó giao thủ, bên thắng liền chiến đối phương đệ cửu người, cuối cùng, cái nào một phương đệ tử trước hết nhất luân không, cái nào một phương chính là thua, một phương khác, thì dựa theo chính mình viện bên trong so tài trình tự, liệt ra trước 10 vị. Mặc kệ là thua một phương cũng tốt, phe thắng cũng tốt, xuất chiến người, đều sẽ đạt được ban thưởng, đương nhiên, thắng được một phương đạt được ban thưởng càng tốt hơn. Vậy cái này trước 10, chẳng lẽ không phải đều là giới thánh cửu trọng cấp bậc rồi? Tạ Thanh không khỏi mở miệng nói. Bình thường như thế, Tịch Diệp Thanh nói, năm đó cũng xuất hiện qua một lần ngoại lệ, chính là Thiên Vũ Ảm, cái này ra hỏa, giới thánh thất trọng liền tham gia, mà lại. Trực tiếp 1/10, nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh sững sờ. 1/10, cũng không chỉ nói là thực lực cường liền có thể, trọng yếu nhất là, giao chiến thời điểm tâm thái, giới lực hội tụ. Cũng phải cần liên tục không ngừng bổ sung. Vẻn vẹn là điểm này, đủ để khiến người kinh ngạc. Liên tục 4 giới, đều là chúng ta Địa Đạo Viện thua, bình thường mà nói,
Địa đạo viện thứ nhất, nhiều nhất có thể khiêu chiến đến thiên đạo viện thứ ba, chính là thua trận. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là minh bạch. Thứ nhất, đối đầu đệ tam. Nói như vậy, địa đạo viện đúng là cùng thiên đạo viện kém không chỉ một bậc. Bất quá lần này, liền không nhất định. Tịch Diệp Thanh cười nói, Cảnh Chiết sư huynh, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, cái này ba vị, thực lực đều là không kém. Thiên đạo viện bên trong, so với nổi danh bốn người, cũng chính là Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt, Liễu Vô Khuyết. Nga đúng, Mục Vân, ngươi nếu là tham gia so tài, gặp được Liễu Vô Khuyết, nhất định muốn cẩn thận. Lần trước, đệ của hắn Liễu Tương Sinh bị viện bên trong cao tầng đánh vào vô để nhai, vĩnh viễn nhận chân áp, chỉ sợ đã chết rồi. Chuyện này, hắn sợ rằng sẽ ghi hận ngươi. Liễu Vô Khuyết à, Mục Vân cười cười, cứ tới chính là, chương 3431, ba người tĩnh tu. Đến trình độ này, Mục Vân có thể không đơn thuần là vì cái này hai viện hội vũ, làm cho địa đạo viện thắng được đến, càng là vì có thể tiến nhập giới tôn cảnh giới, tham dự Đông Hoa Cổ Thành lịch luyện. Một vị Đông Hoa thần nhân lưu lại cổ thành, hết lần này tới lần khác chỉ có thể giới tôn cùng giới thần đi vào. Chỗ như vậy, quả thực là thần bí. Mà lại, trưởng khống này cổ thành, liền có thể cải biến Đông Hoa vực bên trong, tứ phương bá chủ cách cục, Mục Vân cũng là tương đối hiếu kỳ. Dạng này cổ thành, đến cùng là bực nào thần kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có hơn một năm thời gian, hai viện hội vũ một tháng trước, thiên đạo viện cùng địa đạo viện bên trong, liền sẽ bắt đầu đều tiến hành so tài. Hai người các ngươi, cố lên đi. Tạ Thanh cười cười, yên tâm đi, lần này, tuyệt đối là địa đạo viện đại xuất danh tiếng một lần. Mục Vân cũng là mỉm cười, không có nói nhiều. Hơn một năm thời gian, ngược lại là không vội vã tiến nhập giới thánh cửu trọng cảnh giới, càng nhiều, là cần đem giới thánh bát trọng cảnh giới rèn luyện, cho triệt để vững chắc xuống. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, cũng là tại Mạnh Túy Đỉnh viện bên trong, tuyệt không rời đi. Hai người cũng là đều tĩnh tu, giới thánh bát trọng cảnh giới. Bát đạo hồn y gia trì, so với giới thánh nhất trọng nhị trọng sơ giai loại kia trình độ, cường hoành mấy lần không thôi. Vào giờ phút này, không ngừng mà gia trì tự thân hồn y. Muốn hồn y bộc phát uy lực càng mạnh, kia liền cần càng thêm ổn định. Dựa vào vạn nguyên quy thiên quyết cường hoành, Mục Vân cũng là không ngừng ngưng tụ. Vào giờ phút này, đình viện bên trong, Mục Vân trong lòng bàn tay, nhất đạo tối tăm ấn ký, dần dần ngưng tụ thành hình. Theo Mục Vân không ngừng ngưng tụ. Khi ấn ký, đã là có một tia hình thức ban đầu. Nhìn kỹ lại, ấn ký bên trong, đạo đạo giới lực, ngàn vạn sợi, hội tụ đến cùng một chỗ. Nguyên âm ấn, vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ ba bên trong, cực kỳ bá đạo một đạo ấn ký công kích. Nhưng là, cũng là cho tới bây giờ, phức tạp nhất một đạo ấn ký. Phức tạp, cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngưng tụ này ấn, cần đem giới lực phân ngàn vạn đạo. Mỗi một đạo giới lực, giúp nhau có kết nối, mà là đơn độc tồn tại. Sau đó đem những này giới lực sợi tơ, ở vào bất đồng không gian tầng thứ, điệp ra đến cùng một chỗ. Hơi không cẩn thận, liền hội thất bại. Chỉ là, Mục Vân đối với cái này, lại là có một tia tự thân tâm đắc. Thân là giới trận sư, ngưng tụ giới văn, cùng hắn so sánh với, cũng là phiền phức. Hai người so với hạ, khá có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Lời tuy như thế, thế nhưng không phải vô cùng đơn giản liền có thể ngưng tụ thành hình. Mục Vân cái này một tháng thời gian, không phải tu hành. Chính là nếm thử ngưng tụ, chỉ bất quá, một mực là từ từ tiến triển chậm chạp. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Mạnh Túy một bộ trường sam màu đen, tại lúc này ra khỏi phòng. Số tiểu tử, rốt cục tỉnh, nhìn thấy Mạnh Túy xuất hiện, Tạ Thanh nhịn không được mắng một cái. Mạnh Túy vào giờ phút này nhìn, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là tóm lại khí tức ổn định lại. Ngủ tiếp xuống dưới, cảm giác chính mình muốn bị đè nén chết. Nhìn thấy hai người, Mạnh Túy mang trên mặt vẻ tươi cười. Cái này một tháng hắn mặc dù tuyệt không thức tỉnh, có thể là có thể cảm giác được, Mục Vân cùng Tạ Thanh một mực nửa bước chưa cách. Cái này phần thủ hộ, để trong lòng của hắn quả thực là cảm động. Tỉnh liền phải khôi phục, chúng ta trước đó giết mấy người, để giành được rồi không ít thánh ngọc tệ, người đến tọa đạo nhai trước, hảo hảo khôi phục, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống hai viện hội vũ. Giới thánh cửu trọng cảnh giới, đều không phải dễ trêu. Mạnh Túy gật gật đầu, không có việc gì, ta cảm giác. Có lẽ ta sắp đột phá, đến tòa đạo nhai khôi phục, ta liền đi ngộ đạo tháp lôi táng chàng bên trong, chuẩn bị đề thăng cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật đầu. Hai người các ngươi, không cần đến tòa đạo nhai sao? Mục Vân lắc đầu nói, dưới mắt ta cần tĩnh tu. Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc nói, ta cũng là đến lôi táng chàng bên trong tu hành tương đối tốt. Mạnh Túy tỉnh lại, Tạ Thanh cùng Mục Vân cũng coi là triệt để yên lòng. Không ra mấy ngày.
Mạnh Túy sắc mặt dần dần khôi phục. Mục Vân cũng là đi thẳng đến Ngộ Đạo Tháp bên trong, tìm một chỗ an tĩnh, trực tiếp bắt đầu tính tu chi lộ. Tạ Thanh thì là tiến nhập Ngộ Đạo Tháp bên trong, tìm hung thú chém giết, mượn cơ hội này, hy vọng có thể đột phá bát trọng cảnh giới. Đến mức Mạnh Túy, thì là tại tọa đạo nhai, bắt đầu khôi phục. Ba người, đều là dựa theo đều con đường tu hành, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống tuyển chọn. Vào giờ phút này, Thiên Đạo Viện cũng tốt, Địa Đạo Viện cũng được, đều là trở nên náo nhiệt. Mà bởi vì cái này một thịnh sự, thậm chí là làm cho Nhân Đạo Viện giới vương, giới hoàng cảnh giới các đệ tử, cũng là dần dần nóng bỏng. Dù sao, lần này giao thủ, có thể nói là hội tụ Ngọc Đỉnh Viện lực lượng trung kiên. Nhất là cuối cùng biểu diễn 20 người, không thể nghi ngờ hội là sắp bước vào đến giới tôn cảnh giới, thành vì thánh tử cấp bậc nhân vật. Náo nhiệt như vậy tình huống dưới, thời gian một năm, tựa hồ cũng là qua cực nhanh. Cái này một ngày, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, tụ tập nhất đạo. Lão Mục, người không có đột phá cửu trọng sao? Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân vẫn y như cũ là giới thánh bát trọng, kinh ngạc nói. Không có ý định đột phá, ngược lại là dự định, hảo hảo tôi luyện trên tay tu hành giới quyết. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi không đột phá, kia liền lại bị chúng ta cho đuổi kịp. Hắn hiện tại, đã là giới thánh bát trọng cảnh giới. Mà Mạnh Túy, cũng là đến giới thánh bát trọng cảnh giới. Ba người cảnh giới, lại lần nữa ngang hàng, chỉ bất quá lần này, lại là hai người bọn họ, đuổi theo Mục Vân. Nhìn thấy Tạ Thanh biểu tình dương dương đắc ý, Mục Vân cũng là lười nhác nói nhiều. Viện bên trong chọn lựa, cũng nhanh bắt đầu, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi. Cười nói, ta ngược lại là không kịp chờ đợi, hy vọng cùng những cái kia giới thánh cửu trọng giao thủ. Tạ Thanh lại là cười hắc hắc nói, ngươi không phải muốn cùng những cái kia giới thánh cửu trọng giao thủ, ngươi là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, để cho mình tại giới thánh cảnh giới, đầy đủ viên mãn, sau đó nghĩ đến đột phá giới tôn, đi Đông Hoa Cổ Thành A. Mục Vân không có phủ nhận, so với hai viện hội vũ, hắn càng khát vọng, đúng là Đông Hoa Cổ Thành. Kia đến tột cùng là một cái gì địa phương, không người biết được. Càng là không biết, càng là để người hiếu kỳ. Đi thôi, ba người, cùng rời đi Ngộ Đạo Tháp. Rời đi Ngộ Đạo Tháp, chỉ cảm thấy bên ngoài, náo nhiệt rất nhiều. Một thân ảnh, nhìn thấy Mục Vân ba người, lập tức đi lên phía trước. Chính là Lý Hưởng, hiện nay Lý Hưởng, giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách giới thánh, cũng là không xa. Ba vị sư huynh, Lý Hưởng chắp tay, Lý Hưởng, người cũng nhanh đến đạt giới thánh, phải thêm chút sức. Lý Hưởng gật đầu. Lập tức nói, lần này tới tìm ba vị sư huynh, cũng là bởi vì hai viện hội vũ, sắp đến. Hai viện hội vũ, đúng là lệnh người kích động. Lần này, học viện cho phép giới hoàng cảnh giới đệ tử quan chiến, mà lại nghe nói, cho ban thưởng, cũng là hào không keo kiệt. Ba vị sư huynh, Nhân Đạo Viện bên trong, có đệ tử mở bàn khẩu, cược thắng thua. Càng có tỉ mỉ đến cược ai sẽ là cái kia kết thúc hai viện hội vũ đệ tử. Cho nên Lý Hưởng muốn hỏi một chút, ba vị sư huynh. Chúng ta muốn hay không cũng mở một cái bàn khẩu, đánh cược một lần. Tạ Thanh nghe đến lời này, ngẩn người nói, loại chuyện này còn có thể mở bàn khẩu. Không chỉ đâu, ta hiện tại cũng không phải là giới thánh, vô pháp thành vì Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện đệ tử, nghe nói hai viện đệ tử, đều là dùng thánh ngọc tệ làm tiền đặt cược, Nhân Đạo Viện đệ tử, chỉ có thể dùng ngọc tệ làm tiền đặt cược. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, chương 3432, ta có thể không nói sao? Đã như vậy, đương nhiên muốn mở giao dịch, Lý Hưởng nghe vậy, thần sắc khẽ động, dò hỏi kia. Cược Thiên Đạo Viện thắng còn là Địa Đạo Viện, ai sẽ thành vì kết thúc so tài kia một người? Nghe đến lời này, Mạnh Túy vỗ vỗ Lý Hưởng đầu, cười mắng, ngươi ngốc a, tự nhiên là cược Địa Đạo Viện thắng, mà lại liền cược Mục Vân kết thúc so tài. Lý Hưởng rung động cười một tiếng, Mục Vân mở miệng nói, cứ yên tâm đi làm, cược Địa Đạo Viện thắng, cược ta thắng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, Lý Hưởng gật đầu, quay người rời đi, có thể từ bóng lưng lại là không khó coi ra, Lý Hưởng kích động trong lòng. Ngắn ngủi thời gian 20 năm không đến, Mục Vân thành vì Địa Đạo Viện bên trong, đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Mà lại lần này, nắm chắc thắng lợi trong tay, kia đủ để chứng minh, Mục Vân có lòng tin, thắng được so tài. Giờ này ngày này Mục Vân, cho người cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Cường đại, tự tin, quyết định ban đầu, quá đúng rồi. Lý Hưởng giờ phút này, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Trở lại trụ sở, chỉ gặp một thân ảnh, đã đang chờ đợi. Ninh sư huynh, Ninh Lập một bộ hắc y, nhìn về phía ba người kết bạn mà đến, cười nói, chờ các ngươi đã lâu, mấy ngày nữa tuyển chọn tái bắt đầu, người nhóm đến bây giờ mới xuất quan, thật đúng là nghẹn được khí. Nghe đến lời này, ba người cười một tiếng, cụ thể ngày, đã là định ra.
Sau 7 ngày, địa đạo viện bên trong võ tràng, nhưng phàm là giới thánh thất trọng cảnh giới phía trên võ giả, đều đăng ký trong danh sách, đến võ tràng tụ tập, bắt đầu chọn lựa đại biểu chúng ta địa đạo viện xuất chiến 10 người. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhịn không được nói, lần trước Tịch sư tỷ cũng nói, 10 người tham chiến, kia những người khác làm sao bây giờ? Tạ Thanh có thể là nhìn thấy, không ít giới thánh thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử, đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Ninh Lập cười nói, ngươi cho rằng liền 20 người làm náo động a? Không thể đại biểu viện bên trong tham gia so tài, cũng sẽ tại hai viện so tài thời điểm, xuất đầu lộ mặt. Ngươi có thể lựa chọn chọn lựa đồng cảnh giới võ giả, khiêu chiến so ngươi cảnh giới cao hơn võ giả, chiến thắng, tông môn hội có tứ phẩm giới đan ban thưởng, thậm chí biểu hiện có thể, có giới quyết, giới khí ban thưởng. Cụ thể chương trình, đến thời điểm ngươi nhóm liền minh bạch. Ninh Lập mở miệng nói, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, hết thảy tin tức, đệ tử lệnh bài đều sẽ có truyền đạt. Nghe đến lời này, ba người đều gật đầu, Ninh Lập cùng Từ Hằng hai người, đều là giới thánh bát trọng cảnh giới. Tỉnh Tử Dương cũng đã là giới thánh cửu trọng cảnh giới, lần này so tài, tự nhiên hội lộ diện. Ba người đều cáo biệt, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. 7 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Cái này một ngày, đệ tử lệnh bài bên trong, một tin tức xuất hiện. Hết thảy giới thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng đệ tử, đến địa đạo viện võ tràng tập hợp. Ngắn gọn tin tức, lại là biểu thị, chân chính so tài, muốn bắt đầu. Đại môn bên ngoài, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tập hợp. Ta lần này là 10 phần chắc 9 tiến nhập trước 10, hai người các ngươi, coi như treo. Mục Vân cười giỡn nói, lão tử cũng là 10 phần chắc 9 tốt sao, để ngươi nhìn xem ta gần nhất tu hành thành quả. Mục Vân cười cười, lười nhác nói nhiều cái này ra hỏa. Mạnh Túy nhìn về phía hai người, lại là cười nói, có lẽ lần này, hội là chúng ta địa đạo viện đặc thù nhất một lần. Nói thế nào, Mạnh Túy tự tin cười nói, ba vị giới thánh bát trọng, cộng đồng tiến nhập trước 10, đại biểu địa đạo viện so tài. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là kịp phản ứng, lập tức cười lên ha hả. Mạnh Túy cái này ra hỏa, cũng đều tự tin sao? Như thế không giả, Mạnh Túy thiên cương bàn lôi chúa tể thể, Mục Vân cùng Tạ Thanh chưa từng thấy qua hiện tại đến cùng uy lực như thế nào. Mà lại, Mạnh Túy khoảng thời gian này, là bị Gia Cát Tổ Hào kéo ra ngoài đơn độc luyện binh, chỉ sợ là kìm nén cái gì đại chiêu. Đến mức Tạ Thanh, Tổ Long huyết mạch, Mục Vân ngược lại là minh bạch, cái này ra hỏa. Át chủ bài hẳn là không ít. Đã như vậy, lên đường đi. Tốt, ba người vào giờ phút này, lòng tin tràn đầy. Nhất đạo đi tới địa đạo viện võ tràng. Địa đạo viện bên trong, là nắm giữ một mảnh đơn độc võ tràng. Võ tràng bốn phía, đều là từng tòa cao trăm trượng núi nhỏ, lối vào là đục mở một cái thông đạo. Vào giờ phút này, đến sơn bên trong, lớn như vậy võ tràng, đều là kiên cố đá xanh chế tạo, mà giờ khắc này, đã là tụ tập mấy trăm vị thân mang hắc y địa đạo viện đệ tử. Nhìn một cái, đều là thất trọng, bát trọng, cửu trọng cấp bậc. Ba người tiến vào bên trong, chính là tan biến tại trong đám người. Chúng ta địa đạo viện bên trong, giới thánh thất trọng hơn 400 người, bát trọng hơn 200 người, cửu trọng không đến 100 người. Thiên đạo viện bên trong, giới thánh cửu trọng hơn 100 người, bát trọng hơn 300 người, thất trọng hơn 500 người. Mạnh Túy nói thẳng, vẻn vẹn là điểm này so ra, địa đạo viện chính là so thiên đạo viện kém không ít. Thiên đạo viện hơn 7.000 người. Giới thánh thất trọng dùng đệ tử cộng lại, khoảng chừng hơn 900 người, tiếp cận ngàn người. Mà địa đạo viện đệ tử hơn 6.000 người, giới thánh thất trọng bát trọng cửu trọng đệ tử cộng lại, không đến 800 người. Thiếu 200 người, chênh lệch liền rất lớn, cũng khó trách như thế. Thiên đạo viện liên tục 4 giới hai viện hội vũ, đều là thắng địa đạo viện, rất nhiều nhân đạo viện đệ tử đều biết, cũng là phần lớn lựa chọn thiên đạo viện. Giống như Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, dù sao cũng là số ít. Lục tục ngo ngoe, từng vị đệ tử đến, sơn cốc bên trong, cũng là dần dần náo nhiệt lên. Mục sư đệ, không bao lâu, Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng cùng Ninh Lập mấy người cũng là đến. Mục sư đệ, nghe người khoảng thời gian này đại danh, sư huynh ta rất cảm thấy áp lực a. Cảnh Chiết cười ha hả nói, lần này, người cũng không phải là muốn cầm đệ nhất a. Đừng nói, thật đúng là nghĩ. Mục Vân cười nói, Cảnh Chiết sư huynh, người cũng phải cẩn thận một chút ta. Tiểu tử ngươi có thể cướp đi, cho ngươi chính là, nhưng là chỉ có một đầu, đến hai viện hội vũ thời điểm, cũng đừng kéo hông. Ha ha, Cảnh Chiết khoảng thời gian này đến, một mực tại bế quan. Nhưng là, không thể không nói, mấy người quan hệ, đúng là cực tốt. Mục Vân xem như trễ nhất nhập môn một cái, có thể là Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương mấy người đợi hắn, đều là 10 điểm thân cận. Cũng không có bất kỳ minh tranh ám đấu, mà cái này loại giữa lẫn nhau cảm giác thân cận,
để Mục Vân cũng là cảm giác đã lâu, nội tâm càng là phá lệ nhìn chúng vài vị sư huynh. Tỉnh Tử Dương nhìn về phía Mục Vân, thần thần bí bí nói, tiểu tử ngươi, hiện tại giới văn ngưng tụ nhiều thiếu đạo rồi. Nói cho ta nghe một chút, Cảnh Chiết mấy người giờ phút này cũng là rất là tò mò. Mục Vân mỉm cười, ta có thể không nói sao, cho các ngươi một kinh hỉ, số tiểu tử, sẽ không phải là đến một vạn đạo điểm đột phá đi. Thả đối với người khác, nói lời này, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị. Có thể là đối với Mục Vân mà nói, là thật sự có khả năng. Cái này ra hỏa, ai cũng không nói chắc được. Mục Vân ho khan một cái, không có nói nhiều. Ba người đang muốn ép hỏi. Đông, nhất đạo đỉnh âm thanh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này, giáng lâm tại sơn cốc giữa không trung. Nhìn kỹ một chút, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn một cái, đều là khí tức cường đại vô cùng. Chúng ta sư phụ là giới chủ cường giả, địa đạo viện bên trong, vài vị đỉnh tiêm trưởng lão, cũng là giới chủ cấp bậc, các trưởng lão khác, cũng đều là giới thần cảnh giới, kém nhất cũng phải là giới tôn, không phải vậy không quản được chúng ta. Ninh Lập cười nói, địa đạo viện đệ tử đều là giới thánh, thấp hơn giới thánh, tự nhiên là chấn không được cái này bầy kiêu ngạo đám thiên tài bọn họ. Chương 3433, khiêu chiến cổ kiếm phong. Yên tĩnh, địa phàm viện trưởng một bộ hắc bào, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Hơi mở miệng, truyền khắp sơn cốc. Sau một tháng, chính là hai viện hội vũ, đến lúc đó, người nhóm đều có thể hiện ra bản thân. Ngày hôm nay, chính là chúng ta địa đạo viện bên trong tuyển chọn. Địa phàm viện trưởng sắc mặt nghiêm nghị, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm năm một lần, liên tục thua 4 lần, lần này, hắn cũng không muốn thua. Gánh không nổi người, thân là địa đạo viện viện trưởng, địa phàm tự nhiên là muốn thắng. Thắng bại lúc đầu cũng đều là nhìn đều trăm năm bên trong, đệ tử quật khởi tốc độ. Có thể là cái này liên tục 4 giới đều thua, đó thật là không thể nào nói nổi. Địa phàm nhìn về phía tất cả mọi người, từ từ nói, giới thánh cửu trọng đệ tử một hàng, bát trọng đệ tử một hàng, thất trọng đệ tử một hàng, phân biệt đứng vững. Vào giờ phút này, đông đảo đệ tử không dám khinh thường, từng cái phân loại đứng vững. Địa phàm viện trưởng lần nữa nói, đầu tiên, tiến hành đại biểu chúng ta địa đạo viện tham gia lần này so tài 10 vị đệ tử. Không phải nói thất trọng liền không thể đại biểu, chọn lựa ra 10 người, đó nhất định là tối cường 10 người. Tối cường 10 người là ai? Lão Phu cũng nói không chính xác, có thể là thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử, cũng không nhất định. Năm đó, Thiên Vũ Ảm tại giới thánh thất trọng cảnh giới, liền thắng được so tài khôi thủ, thực lực có thể nói cường hoành vô cùng. Ta nghĩ chúng ta địa đạo viện bên trong, chưa hẳn sẽ không xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Địa phàm lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử ánh mắt mang theo cực nóng. Một số người, cho là mình cũng là có thiên phú. Hiện tại, từ giới thánh thất trọng bắt đầu, thất trọng có thể khiêu chiến bát trọng, cũng có thể khiêu chiến cửu trọng, nhưng là ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần, thua, kia chính là thua. Mà lại, chúng ta địa đạo viện tuyển chọn, không cần kia huyết tinh, điểm đến là rừng, lão phu tại địa phương này tỏa chấn. Quy tắc giới thiệu tinh tường, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên, tại địa phương này thiết hạ 20 tòa lôi đài. Thất trọng, bát trọng khiêu chiến cửu trọng đệ tử, bên thắng tiến nhập một vòng cuối cùng so tài, lựa chọn ra cuối cùng 10 người, hiện tại bắt đầu đi. Địa phàm lời nói rơi xuống, sơn cốc bên trong, bốn phía xuất hiện từng tòa lôi đài. Đệ tử Lê Nguyên, giới thánh thất trọng, muốn khiêu chiến Kỳ Hạo sư huynh. Kỳ Hạo, ứng chiến, đệ tử Hứa Hoang, khiêu chiến Tần Hắc sư huynh. Từng đạo thanh âm, tại lúc này vang lên, đông đảo đệ tử, đều là bắt đầu lựa chọn mình muốn khiêu chiến đệ tử. 20 tòa lôi đài, rất nhanh đứng hơn 40 người. Giới thánh thất trọng, giới thánh bát trọng, bắt đầu khiêu chiến giới thánh cửu trọng đệ tử. Nếu muốn trở thành trước 10, đại biểu địa đạo viện xuất chiến, vậy khẳng định là muốn trước chiến thắng từ cảnh giới đi lên nói tối cường cửu trọng các đệ tử. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, thì là chờ đợi. Tỉnh Tử Dương giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không thể khiêu chiến ta, ngươi cái này ngoan nhân, khiêu chiến ta ta có thể là tất thua không thể nghi ngờ. Tỉnh sư huynh, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a? Từ Hằng nhịn không được nói, Mục sư đệ mới bát trọng cảnh giới, ngươi có thể là cửu trọng. Vậy làm sao rồi? Tỉnh Tử Dương không sợ hãi nói, kia là bình thường bát trọng cảnh giới sao? Nghe đến lời này, mấy người trong lúc nhất thời, cũng là vô pháp phản bác. Cảnh Chiết giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói, Mục sư đệ, cũng không thể chủ quan, cái này địa đạo viện bên trong, gần trăm vị giới thánh cửu trọng đệ tử, lần này là chọn lựa trước 10. Ngươi lần trước đối phó Ngô Hạo ba người, tại chúng ta địa đạo viện, có thể xếp hạng không tiến trước 10. Ừm, ta minh bạch,
mấy người tại lúc này nói chuyện phiếm. 20 tòa lôi đài, mỗi một tòa đều là đứng một thân ảnh, ghi chép so tài, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ, phòng ngừa xuất hiện tử vong. Đến mức thụ thương, kia là không thể tránh được. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem bốn phía đông đảo thân ảnh, sắc mặt không thay đổi. Hắn nếu là chuẩn bị thắng được, tự nhiên là lựa chọn địa đạo viện trước 10 cửu trọng võ giả tốt nhất. Cũng không phải Mục Vân nghĩ làm náo động, mà là khiêu chiến trước 10, trực tiếp ổn định địa vị của mình, cũng là vừa vặn. Tránh khỏi phiền phức, dù sao đến cuối cùng, đều là muốn thể hiện ra thực lực. So tài, hừng hực khí thế tiến hành. Từ từ, bốn phía các đệ tử, từng cái đều là đánh ra hỏa khí tới. Nếu không phải là giới trận phòng hộ, sơn cốc này sớm đã bị sách sập. Mặt trời lên cao, so tài tiến hành không sai biệt lắm. Trên cơ bản, trừ giải rác 2-3 người, dùng thất trọng cảnh giới khiêu chiến bát trọng cảnh giới thắng được bên ngoài, cực lớn đa số bát trọng khiêu chiến cửu trọng, đều là thất bại chấm dứt. Vượt cấp, thật không phải dễ dàng như vậy. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, muốn đánh bại ta, không có đơn giản như vậy. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là hai tay nắm chặt lại. Ta đi, Mục Vân nói thẳng, hắn là bát trọng cảnh giới, có thể khiêu chiến cửu trọng. Cho tới chưa xuống tới, so tài cũng không sai biệt lắm, cũng không phải tất cả mọi người dám đi khiêu chiến cửu trọng đệ tử. Kia từng cái cửu trọng đệ tử, có thể là cũng có thể tùy thời đến giới tôn cấp bậc. Địa đạo viện, Mục Vân. Mục Vân giờ phút này leo lên lôi đài. Đến một bước này, khiêu chiến đã là chuẩn bị kết thúc. Mục Vân ra sân, Tỉnh Tử Dương mấy người cũng là vây quanh. Mục sư đệ, người chuẩn bị khiêu chiến cái nào? Tỉnh Tử Dương cười ha hả nói. Cũng đừng gánh quá cứng xương cốt gặm. Từ Hằng cũng là cười nói, các loại khiêu chiến kết thúc, hội quyết định ra cuối cùng xếp hạng chiến, chỉ có 10 người có thể tham gia, người nếu là gánh cảnh chiết sư huynh đến, cẩn thận tiếp xuống không cách nào so sánh được. Mục Vân mỉm cười, ta khiêu chiến, Cổ Kiếm Phong sư huynh. Một câu rơi xuống, bốn phía yên tĩnh, ngay tiếp theo trên lôi đài trưởng lão đều hơi hơi sững sờ. Cổ Kiếm Phong, hiện nay, toàn bộ địa đạo viện bên trong, địa đạo viện xếp hạng đệ tam nhân vật. Vẻn vẹn thua ở cảnh chiết. Diệp Thanh Phỉ nhân vật phong vân. Mục Vân trực tiếp khiêu chiến Cổ Kiếm Phong, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập mấy người, đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử ngươi, quá làm ẩu, Từ Hằng mắng, cảnh chiết giờ phút này lại là giữ chặt Từ Hằng, mở miệng nói, mục sư đệ khiêu chiến Cổ Kiếm Phong, hẳn là có chính mình suy tính, đừng vội. Hắn nếu là thành công, kia hoàn toàn có thể thành vì đại biểu chúng ta địa đạo viện xuất chiến 10 người một trong, tiếp xuống so tài, cũng tiết kiệm phiền phức. Nghe đến lời này, mấy người cũng là mỉm cười, quả thật là như thế, đã như vậy, kia liền lựa chọn tin tưởng Mục Vân. Vào giờ phút này, trong đám người, Cổ Kiếm Phong đi ra, đến trên lôi đài. Bị khiêu chiến, hắn cũng rất kinh ngạc, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta sao? Cổ Kiếm Phong chân thành nói, Cổ Kiếm Phong lần nữa nói, nếu là thua, ngươi có thể là liền trước 10 tư cách đều không có. Ta biết ngươi khoảng thời gian này, thực lực đại trướng, có thể là... Cổ sư huynh, Mục Vân chân thành nói, ban đầu ở nhân đạo viện bên trong, nghe qua cổ sư huynh giảng giải kiếm đạo, ta cũng tu kiếm, không cùng cổ sư huynh so đấu kiếm thuật. Đúng là nội tâm tiếc nuối, cổ sư huynh hẳn là minh bạch, kiếm khách, có đôi khi chính là như thế, nhìn thấy tốt đối thủ, nhịn không được liền muốn so tài. Cổ Kiếm Phong nhìn thật sâu Mục Vân một ánh mắt, đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cổ Kiếm Phong từ từ nói, chỉ là, ta xuất kiếm, không suy nghĩ cái khác. Sẽ chỉ dùng thắng làm mục đích, ngươi cần cẩn thận. Hai người giờ phút này, nhìn xem lẫn nhau. Bốn phía lôi đài, giới trận dựng thẳng lên. Cảnh chiết giờ phút này, nội tâm xuất hiện vẻ kích động. Toàn bộ địa đạo viện bên trong, nếu là nói ai có thể mang cho hắn uy hiếp, vậy dĩ nhiên là Diệp Thanh Phỉ cùng Cổ Kiếm Phong hai người. Hắn cùng Cổ Kiếm Phong, hồi lâu chưa từng giao thủ, cũng muốn biết, hiện nay Cổ Kiếm Phong, đến cùng là đến cái tình trạng gì. Chương 3434, ta thua. Oanh, một giây lát ở giữa, hai người khí thế bộc phát. Đạo đạo khí tức, tại lúc này tràn ngập ra, chưa xuất kiếm, giữa hai người, đã là khí thế kinh người. Kia cường đại khí tràng, tại lúc này bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân nhãn bên trong, chỉ có kiếm khí, Cổ Kiếm Phong tại hắn trước mắt, không đến 100 mét. Có thể là thời khắc này Cổ Kiếm Phong, lại phảng phất là hóa thân thành một thanh kiếm. Một thanh lúc nào cũng có thể phá không mà ra, hướng phía cửu trọng thiên cung mà đi kiếm. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt càng thêm sắc bén. Khanh, một giây lát ở giữa, hai người xuất kiếm, trong chốc lát giết tới cùng một chỗ. Một sát na này ở giữa, bốn phía loại người cảm giác được, kia giới trận bên trong, vào giờ phút này ẩn chứa khủng bố kiếm khí.
kiếm thuật nhất đạo, sâu xa lưu trường. Đến hai người mức này, kiếm thuật đã không phải là có thể đánh giá hai người tiêu chuẩn. Người cùng kiếm dung hợp, kiếm cùng người hội tụ, đều là quan trọng nhất. Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo sát khí, chính là kiếm sát khí, cũng là chính hắn sát khí. Khanh, cùng lúc, trong cơ thể hai người, kiếm khí bắn ra. Toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Cuộc tỷ thí này, lập tức hấp dẫn rất nhiều đệ tử vây xem. Kiếm khách so tài, vốn là coi được, lại thêm, là gần nhất thanh danh nổi lên Mục Vân, cùng với địa đạo viện đệ tam cổ kiếm phong. Hai người này, mặc kệ cái nào, đều là không thể coi thường tồn tại. Thậm chí, lần này hai người đều có thể đại biểu địa đạo viện, xuất chiến hai viện hội vũ. Ta kiếm, chỉ giảng công, cổ kiếm phong giờ phút này, một câu uống xong, đại dịch kiếm pháp, bá, trong khoảnh khắc, cổ kiếm phong công kích lăng lệ bá đạo. Gánh, đâm, vung, chạm, chặt, đâm, đủ loại kiếm thức, đều là cực kỳ đơn giản, có thể là tại lúc này, lại là cho người một loại cực kỳ hoa lệ mà chân thành cảm giác. Những cái kia đơn giản nhất kiếm thức, tổ hợp thành một bộ phức tạp kiếm chiêu, tại lúc này không ngừng bộc phát ra. Cường thịnh khí lãng, oanh kích theo Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, trong tay, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, thể hiện ra kiếm mang. Phượng vũ nhất kiếm chạm, nhất kiếm ra, kiếm khí gào thét. Giống như thần phượng, từ trên trời giáng xuống. Vào giờ phút này phượng vũ nhất kiếm chạm, phảng phất chân phượng giáng lâm, uy lực 10 phần. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngạc nhiên. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, giờ phút này cảm thụ rõ ràng nhất. Lão Mục cái này kiếm chiêu, uy lực mạnh hơn. Tạ Thanh nhịn không được nói. Hai người là gặp qua Mục Vân thi triển này kiếm thuật. Từ ban đầu giới thánh cảnh giới liền gặp qua, một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Mà theo Mục Vân cảnh giới đề thăng, kiếm thuật này uy lực, hiển nhiên cũng là gấp bội gia tăng theo. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, thần phượng giết ra. Oanh, giới trận bên trong, khí tràng bạo tạc. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, giữa hai người, loại kia cường đại lực bộc phát, khiến người ta run sợ, bàng hoàng. Đại dịch chi kiếm con đường, cổ kiếm phong lời này vừa nói ra, dưới chân, một đầu kiếm đạo, tại lúc này thản nhiên mà ra. Âm âm thanh âm vang lên, cổ kiếm phong dưới chân con đường. Phảng phất là vô số thanh trường kiếm hội tụ mà thành. Mà làm cổ kiếm phong đi tại kia kiếm đạo phía trên lúc, một cỗ bàng bạc chi lực, tại lúc này phóng thích ra. Kiếm khí, phảng phất hội tụ thành thật, long tường nhất kiếm chạm, nhất kiếm ra, chân long bay lượn, trực tiếp thẳng hướng cổ kiếm phong. Khanh khanh khanh, kia từng đầu kiếm đạo, tại lúc này bị chân long thôn phệ. Chỉ là, đại đạo rất dài, phảng phất không có phần cuối. Thiên hồng nhất kiếm chạm, nhất kiếm chém ra. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần bộc phát ra. Một tiếng ầm vang lên, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, không ngừng lùi lại. Kiếm đạo tại lúc này, thế mà là bộc phát ra một cỗ cường thịnh quang mang, đem Mục Vân trực tiếp đẩy lui. Cổ kiếm phong kiếm đạo, phảng phất tụ tập toàn bộ lực công kích mức một điểm, làm cho Mục Vân công không phá được. Cảnh Chiết thấy cảnh này, cũng là khẽ chau mày, cổ kiếm phong kiếm lộ, càng ngày càng mạnh, dưới tình huống như vậy. Làm cho trong lòng mọi người cảm giác được, cổ kiếm phong tuy là địa đạo viện vị thứ ba, có thể là cái này phần thực lực. Vẫn y như cũ là không thể khinh thường, Mục Vân vào giờ phút này, cũng là chưa từng lui lại. Kiếm khí gào thét ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng cô động ra. Tứ phương thiên kiếm, tứ đạo kiếm ảnh, tại lúc này quay chung quanh đất trời bốn phía. Vào giờ phút này, tứ phương thiên kiếm, giống như thực chất, không còn là hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Tứ đạo kiếm trực tiếp thẳng hướng cổ kiếm phong bản nhân. Giờ khắc này, cổ kiếm phong cũng không lui lại, kiếm trong tay chém ra, trực tiếp chém về phía kia tứ đạo kiếm thể. Khanh 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 thanh âm vang lên, cổ kiếm phong thần sắc hơi động. Không có chặt đứt, cổ kiếm phong ánh mắt không thay đổi, nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Khanh, kim loại tiếng va chạm, tại lúc này vang lên, một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Mục Vân ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, tứ phương thiên kiếm, tại lúc này đứt gãy. Chỉ là cổ kiếm phong dưới chân kiếm đạo chi lộ, cũng là vỡ nát. Giờ khắc này, Mục Vân không có bất luận cái gì khinh thường cổ kiếm phong ý tứ. Tuy nói dựa vào vạn nguyên quy thiên quyết, cùng với khác thủ đoạn, hắn có thể đánh bại cổ kiếm phong. Có thể là, cổ kiếm phong là kiếm thuật cao thủ. Hắn chỉ nghĩ dùng kiếm. Nếu là dùng kiếm vô pháp đánh bại cổ kiếm phong, vậy nói rõ kiếm thuật của hắn, vẫn tồn tại thiếu hụt. Mà đây cũng là tìm thiếu hụt thời cơ. Oanh, nhất kiếm đẩy ra. Cổ kiếm phong vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Bá đạo khí thế, lại lần nữa hiện ra. Đại dịch kiếm pháp, đại dịch chi tâm. Cổ kiếm phong vào giờ phút này,
toàn thân cao thấp, kiếm khí hội tụ, toàn bộ người tại lúc này, cho người cảm giác, cường hoành đến cực hạn. Đây chính là hắn kiếm, cường đại mà bất khả tư nghị. Mục Vân một bước đi ra, toàn thân cao thấp, kiếm khí gào thét mà ra. Bát phương thần kiếm, lần này, không phải tứ đạo, là bát đạo, không phải thiên kiếm, là thần kiếm. Oanh, trong tích tắc, bát đạo thần kiếm, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ cổ kiếm phong. Cổ kiếm phong giờ phút này, cảm giác được áp lực, thân thể bên trong, một cỗ khí tức, bộc phát ra. Kiếm thể, nhất đoán, sát na, cổ kiếm phong kiếm trong tay, uy lực tăng gấp bội. Chạm, khanh khanh khanh, nhất kiếm chém về phía kia bát đạo thần kiếm, cổ kiếm phong toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, cổ kiếm phong thể nội, kiếm khí bành trướng. Cái này một cỗ lực lượng bộc phát, cho người cảm giác, cũng là vô cùng cường đại. Trường kiếm vẫn tại chém vào theo kia bát đạo kiếm ảnh. Có thể là căn bản vô pháp bổ ra. Giờ khắc này, Mục Vân trong tay, luyện tâm nguyên kiếm, quang mang bộc phát. Hoàng vẫn tinh kiếm sát, nhất kiếm, lăng không xuống. Bốn phương tám hướng, kiếm khí gào thét mà ra. Cổ kiếm phong sắc mặt một thoáng biến. Mục Vân lại là khu kiếm, trực tiếp chém xuống. Kiếm thể, tam đoán, tại lúc này bộc phát. Cổ kiếm phong cuồng hống một tiếng, nhất kiếm chặt đứt kia bát đạo thần kiếm. Có thể là Mục Vân kiếm, tại lúc này đã là giết xuống tới. Bành, tiếng nổ tung vang lên, toàn bộ lôi đài bên trong, ầm ầm nổ đùng, tại lúc này truyền vang ra. Cuồn cuộn kiếm khí, bốn phía tán loạn, nhìn thấy đây hết thảy trưởng lão, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ tán thưởng. Hai người này, kiếm thuật đều là cực kỳ không đơn giản, mặc kệ ai thua ai thắng, đều là địa đạo viện chi phúc khí. Mà lúc này giờ phút này, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Chính là Mục Vân, từ từ. Cổ kiếm phong thân ảnh tại lúc này, cũng là xuất hiện. Chỉ là so với Mục Vân hơi thở biểu lộ, cổ kiếm phong giờ phút này, lại là khóe miệng tiên huyết chảy ra, ánh mắt ảm đạm. Ta thua, một câu rơi xuống, toàn trường xôn xao. Thua, cổ kiếm phong thua, bốn phía, tiếng nghị luận nổ tung. Cổ kiếm phong nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói, đa tạ mục sư đệ thủ hạ lưu tình. Mục Vân giờ phút này, chỉ biết quyền. Cổ kiếm phong đi xuống lôi đài, thần sắc càng phát ra ảm đạm. Bại bởi Mục Vân, bại bởi một vị giới thánh bát trọng nhân tài mới nổi. Cổ sư huynh, Mục Vân giờ phút này cũng là để cho ngừng cổ kiếm phong, nói ta phát hiện cổ sư huynh kiếm, cùng thân hợp một, có phần vấn đề, cổ sư huynh nếu là có thời gian, ta nguyện nói ra một hai. Cổ kiếm phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đa tạ mục sư đệ, khách khí, hai người đi xuống lôi đài, chỉ là, cuộc tỉ thí này tạo thành oanh động, lại là khó mà đánh giá. Sơn cốc võ tràng bên trong. Đông đảo đệ tử, đều là nghị luận ầm ĩ. Mục Vân trước đó ngộ đạo tháp bên trong nhất chiến, chứng minh chính mình thực lực. Mà này chiến, càng là nói cho tất cả mọi người, hắn tuy là giới thánh bát trọng, lại là so sánh đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng. Vô số người tại lúc này, đều là kích động không thôi. Địa đạo viện, cũng muốn quật khởi một vị thiên tài sao. Mà giờ khắc này, sơn cốc một bên, một khối nhô ra nham thạch to lớn phía trên. Địa phàm một thân hắc bào, bình yên ngồi ngay ngắn. Có những cái kia giới chủ các trưởng lão nhìn xem, giới thánh giao thủ, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử này, kiếm pháp có thể A, kiếm thể tam đoán, địa hoàn, ta nhớ được ngươi là kiếm thể ngũ đoán A. Hừ, tại hắn thân bên cạnh, một tên tóc đen trung niên, mi nhược kiếm nhận, hừ lạnh một tiếng. Chương 3435, vẫn tinh kiếm trảm thiên. Địa hoàn, người thế nào kia không phóng khoáng? Địa phàm viện trưởng cười ha hả nói, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đồ đệ của ta so ngươi đồ đệ mạnh, đây không phải là bình thường sao? Cổ kiếm phong kiếm thể nhất đoán, đồ đệ của ta kiếm thể tam đoán. Tuy nói cổ kiếm phong cảnh giới mạnh hơn Mục Vân, có thể là kiếm thuật so đấu, kiếm thể mạnh hơn nhiều như vậy, áp chế cổ kiếm phong cũng là phải. Địa hoàn giờ phút này lại là hừ một tiếng, nói cùng ngươi dậy nên giống như. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử này, ta nhìn tà dị vô cùng. Địa phàm cười ha ha một tiếng. Cũng không thèm để ý. Tiểu tử này, có thể là viện trưởng tự mình mở miệng, lần này sẽ cho thiên đạo viện chế tạo đại phiền toái người nói tiểu tử này có thể kém sao? Nghĩ lại tới điểm này, địa phàm cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Nghĩ đến lúc ấy viện trưởng đối Mục Vân đánh giá, hắn cảm giác nói quá sự thật. Thật không nghĩ đến, cái này ra hỏa, thế mà thật làm được. Ngắn ngủi 3 năm, từ lục trọng đến bát trọng cảnh giới đề thăng nhanh, thực lực thế mà cũng không kém. Còn là viện trưởng nhìn người chuẩn xác hơn a. Địa phàm giờ phút này nội tâm hài lòng, nói không chừng Mục Vân thật có thể tại hai viện hội vũ thời điểm, thể hiện ra hào quang của mình,
cải biến địa đạo viện mỗi lần đều thua tình cảnh lúng túng. Phía dưới, Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Tạ Thanh, Mạnh Túy mấy người, vây quanh Mục Vân. Ngươi nhóm làm cái gì nhìn ta như vậy? Bị mấy người vây quanh, Mục Vân khá có phần lúng túng nói. Tiểu tử ngươi, có thể a? Tỉnh Tử Dương nhịn không được nói, lấy kiếm thuật đánh bại Cổ Kiếm Phong, ngươi cũng đã biết, Cổ Kiếm Phong kiếm thuật là chúng ta địa đạo viện thứ nhất, mà lại càng là địa hoàn trưởng lão ái đồ đâu. Số tiểu tử, giấu rất sâu đâu, lúc ấy đi tìm phiền toái, Tịch sư tỷ còn lo lắng cho ngươi, ta xem là không công lo lắng. Chính là, Mục sư đệ, cùng chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào làm đến. Mấy người lao nhao, Ninh Lập nhìn về phía Cảnh Chiết, cười nói, đại sư huynh a, ta nhìn ngươi cái này địa đạo viện thứ nhất, là không chừng, Mục sư đệ vừa rồi chỉ dùng kiếm thuật, ta có thể là biết, hắn kiếm thuật mặc dù lợi hại, nhưng là thủ đoạn càng nhiều, ngươi xong đời đi. Muốn ăn đòn, Cảnh Chiết lại là cười mắng, nói thật, ta nếu là địa đạo viện đệ tử, là không địch lại thiên đạo viện Lý Nguyên Hàng, chớ nói Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt cùng Liễu Vô Khuyết ba người, ta cũng không có nắm chắc thắng bọn hắn. Nếu như không ai có thể đánh bại ta, chúng ta địa đạo viện thật đúng là muốn thua, Mục sư đệ nếu là có thể đánh bại ta, ta ngược lại là thật vui vẻ. Cảnh Chiết nói rất chân thành, đây cũng là vì cái gì Mục Vân, sẽ thích dạng này không khí. Sư huynh đệ mấy người, không có lục đục với nhau, thật rất thực tình ở chung. Mấy người cũng là đều gật đầu, ngươi khiêu chiến xong, chúng ta cũng nên thử xem mới đúng. Từ Hằng nhìn về phía Ninh Lập, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, cười nói, chúng ta bốn người đều là giới thánh bát trọng, phải tìm giới thánh cửu trọng thử xem đúng hay không. Không sai, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy giờ phút này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng không thể bị Mục Vân hạ xuống. Tạ Thanh biết Mục Vân mạnh, nhưng là hắn cũng không kém. Mà Mạnh Túy, minh bạch Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là phi phàm, có thể là hắn thiên cương bản lôi chúa tể thể, cũng không phải nói đùa. Bốn người đều rời đi, tìm đối thủ mình. Giờ phút này, Cổ Kiếm Phong thì là đến. Mục sư đệ kiếm thuật siêu quần, ta Cổ Kiếm Phong thua, tâm phục khẩu phục, xem ra lần này, hai viện hội vũ, chúng ta địa đạo viện, không nhất định sẽ thua. Mục Vân vội vàng khách khí nói, Cổ sư huynh khách khí. Chắp tay, nhìn về phía Cổ Kiếm Phong, Mục Vân lần nữa nói, Cổ sư huynh, thảo luận một chút kiếm thuật. Cổ Kiếm Phong ánh mắt sáng lên, tốt, hai người lựa chọn sơn cốc một góc, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu giảng thuật lên. Vào giờ phút này, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, Mục Vân cùng Cổ Kiếm Phong hai người, thảo luận cũng là càng phát ra nóng bỏng. Không thể không nói, Cổ Kiếm Phong kiếm thuật, xác thực rất mạnh, mà một ít kiến giải, cũng là rất độc đáo. Hai người cho tới hưng khởi chỗ, thậm chí hội lấy tay đại kiếm, trực tiếp khoa tay lên. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Dần dần, mặt trời lặn phía tây, sơn cốc bên trong, quang mang dần dần bốc lên, địa phàm viện trưởng. Tại lúc này đi ra, nên khiêu chiến, đều khiêu chiến đi. Địa phàm cười nói, thất trọng, bát trọng cảnh giới đệ tử, viện bên trong cũng sẽ cho các ngươi cơ hội, nhưng là thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể chờ ở kế tiếp trăm năm. Hôm nay, khiêu chiến đến đây là kết thúc, 102 vị đệ tử, sẽ tiến nhập ngày mai so tài bên trong. Ngày mai, lựa chọn ra trước 10, đại biểu chúng ta địa đạo viện xuất chiến, mà đến lúc đó, không chỉ là lựa chọn ra trước 10, càng là muốn đem trước 10. Triệt để tiến hành cuối cùng so tài, nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn. Việc quan hệ chúng ta toàn bộ địa đạo viện danh dự, càng là liên quan đến cho các ngươi lần này thắng được, đoạt được ban thưởng, ta hy vọng đại gia không cần giấu dốt. Mọi người tại giờ phút này, đều là gật đầu. Ban đêm, trở lại chỗ ở bên trong, liên tưởng đến hôm nay cùng Cổ Kiếm Phong giao lưu, Mục Vân nội tâm mang theo vẻ kích động. Võ đạo chi lộ, cần giao lưu, chia sẻ, hôm nay cùng Cổ Kiếm Phong trò chuyện, làm cho hắn đối vẫn tinh thần kiếm quyết thi triển. Càng có nhất tầng lý giải. Mục Vân vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, kiếm khí quay chung quanh. Lục chiêu kiếm thức, tại lúc này phảng phất rất sống động, ấn khắc đến trong đầu. Lục đạo kiếm chiêu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cơ hồ thành vì Mục Vân tay chân một bộ phận, thành vì một phần thân thể. Mà đột nhiên, làm kia lục đạo kiếm chiêu, triệt để dung hội đến cùng một chỗ thời điểm, bá đạo khí thế, tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Diệt Thiên Viêm, sư phụ, Mục Vân suy nghĩ xuất thần nói, chỉ là, kia nhất đạo bạch y thân ảnh, tại lúc này lại là trực tiếp bàn tay cầm kiếm, nhất đạo kiếm thức, từ từ thi triển ra. Vẫn tinh kiếm chảm thiên, nhẹ nhàng lời nói, tại lúc này vang lên, kiếm khí ra, hư không nổ tung, lục thức kiếm chiêu tại cực hạn quen thuộc về sau, sinh ra một cỗ phản ứng dây chuyền, làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Thức thứ 7, một cách tự nhiên hội tụ.
vẫn tinh kiếm chảm thiên. Mục Vân lẩm bẩm nói, một bộ này kiếm chiêu, khiến người ta cảm thấy, phảng phất là hỗn hợp trước sáu thức bá đạo cùng đặc biệt, hội tụ nhất thể. Thậm chí vào giờ phút này, Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân kiếm thể tại lúc này, đều là nhận kiềm chế. Thoải mái, kiếm thể đều là đạt được tầm bổ. Thức thứ bảy, vẫn tinh kiếm chảm thiên. Mục Vân vào giờ phút này chân thành nói, thở ra một hơi, nhìn một cái, đã là trời có chút sáng lên lên. Mục Vân ngồi tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, Diệt Thiên Viêm, lại nhìn thấy Diệt Thiên Viêm. Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị đạo kiếm thuật giao cho mình, cái này thập nhị đạo kiếm thuật, không có chỗ nào mà không phải là cường hoành kiếm thuật. Nhất phẩm giới quyết, song cực kiếm quyết, nhị phẩm giới quyết, vô nhai kiếm quyết, cùng với hắn hiện tại tu hành tam phẩm giới quyết, vẫn tinh thần kiếm quyết. Đằng sau, còn có cửu đạo kiếm thuật, có lẽ, cái này là Diệt Thiên Viêm vô số cái ban đêm, từ chính mình tu hành kiếm thuật bên trong, chọn lựa thích hợp hắn nhất thập nhị môn kiếm thuật. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đối với phụ thân đến nói, Diệt Thiên Viêm khả năng thua thiệt Mục Vân. Có thể là đối với chính Mục Vân đến nói, Diệt Thiên Viêm không hề thua thiệt hắn. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng dậy, người chết đã chết rồi, mà hắn cần, là gánh chịu lấy trên người trách nhiệm, tiếp tục đi tới đích. Hai viện hội vũ, Đông Hoa Cổ Thành, ta Mục Vân đến rồi. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp xuất phát. Hôm nay sơn cốc bên trong, tương đối yên tĩnh không ít. Đến chỗ này, chỉ có 102 người. Đến mức những cái kia giới thánh bát trọng, thất trọng cảnh giới đệ tử, thì là tuyệt không đến. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, địa phàm các chư vị trưởng lão, đều là xuất hiện. So với hôm qua, hôm nay địa phàm viện trưởng không thể nghi ngờ là nghiêm túc không ít. Chương 3436, ta có thể cùng hắn so sao? Cảnh Chiết, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Tạ Thanh, Mạnh Túy mấy người, cũng đều từng cái đến. Hôm qua khiêu chiến, Từ Hằng, Tạ Thanh, Mạnh Túy, đều là chiến thắng một vị giới thánh cửu trọng, cho nên hôm nay có tư cách xuất hiện ở đây. Ngược lại là Ninh Lập, cờ kém một chiêu, không thể thành công. Vào giờ phút này, 102 vị đệ tử, trừ số ít vài vị giới thánh bát trọng, tuyệt đại đa số đều là giới thánh cửu trọng cảnh giới. Nhìn xem bốn phía, Từ Hằng nhịn không được có chút khẩn trương. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều là giới thánh cửu trọng, chỉ chúng ta vài cái giới thánh bát trọng, áp lực thật lớn. Nghe đến lời này, Tỉnh Tử Dương lại là cười nói, ngươi áp lực lớn cái gì? Mặc dù đều là giới thánh cửu trọng, có thể là ngươi đừng quên, ngươi còn là giới trận sư, đối phó bọn hắn, không phải dễ như trở bàn tay sao? Dễ như trở bàn tay, Từ Hằng ánh mắt mang theo đắng chát. Nếu thật là dễ như trở bàn tay ngược lại là hảo. Giới thánh cửu trọng, nào có dễ như vậy thắng. Hắn cũng không phải Mục Vân, biến thái như vậy thực lực. Theo đệ tử tụ tập, chư vị trưởng lão nhóm, cũng là từng cái tản ra. Địa phàm viện trưởng nhìn về phía tất cả mọi người. Hảo, hiện tại, chính là chính thức chọn lựa bắt đầu. Chọn lựa cũng rất đơn giản. 102 người, trước lựa chọn ra 50 vị trí đầu. Lúc trước 50 người bên trong, lại lựa chọn ra trước 25. Sau đó chính là 13 người đứng đầu người. Đương nhiên, vì để tránh cho sẽ xuất hiện người cùng thứ nhất giao thủ, trực tiếp bại, mất đi tấn cấp cơ hội, cho nên đến cuối cùng lựa chọn ra 10 người về sau, sẽ còn cho các người một cơ hội, khiêu chiến trước 10. Đại khái quy củ, chính là như thế, chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi. Địa phàm viện trưởng lời nói rơi xuống, lại lần nữa ngồi xuống. Vào giờ phút này, thân ở địa phàm bên người địa hoàn lại là dầu dĩ nói, làm cho phiền toái như vậy làm cái gì? Đệ nhất Cảnh Chiết, đệ nhị Diệp Thanh Phỉ, đệ tam Mục Vân, đệ tứ Cổ Kiếm Phong, không sai biệt lắm là được, đằng sau 6 người, để bọn hắn hơn 100 người đi tranh đấu. Nghe đến lời này, địa phàm lại là cười cười nói, ai nói cho ngươi Mục Vân chỉ có thể xếp thứ 3 rồi. Chiến thắng Cổ Kiếm Phong, Mục Vân cũng không có thi triển ra toàn lực, nói không chừng Mục Vân là đệ nhất đâu. Nghe đến lời này, địa hoàn lại là xì một tiếng khinh miệt, mắng, ngươi đang nằm mơ đâu. Địa phàm cười cười, không có nói nhiều. Hắn cũng cảm giác, Mục Vân muốn đánh bại Cảnh Chiết, có lẽ có ít độ khó. Có thể là cùng Diệp Thanh Phỉ, Mục Vân có lẽ có thể thắng. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hôm nay, liền có thể thấy được rốt cuộc. Vào giờ phút này, từng tòa lôi đài, tại lúc này xuất hiện. 102 người, lựa chọn là 51 người, vòng thứ nhất so tài, chính thức bắt đầu. Tỉnh Tử Dương nhìn về phía Mục Vân, lại là cười nói, Mục sư đệ, nếu ai chọn đến ngươi, kia thật đúng là không may cực độ. Mục Vân nhún vai, trận đánh hôm qua, hắn hiện tại đã là thành vị địa đạo viện bên trong, chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nhất chiến dương danh, giờ khắc này, so tài bắt đầu.
Từng cái đệ tử lệnh bài bên trên, bắt đầu xuất hiện chính mình cần đối chiến lôi đài vị trí. Mục Vân đến chính mình sở tại lôi đài, một thân ảnh, đã là leo lên lôi đài. Mục Vân, ách, nhìn thấy đệ tử kia một mặt khẩn trương bộ dáng, Mục Vân cười ha hả nói, hiện tại bắt đầu sao? Chờ một chút, đệ tử kia tại lúc này, đột nhiên bàn tay duỗi ra, nhìn về phía Mục Vân, nhìn một chút một bên trưởng lão. Ta nhận thua, lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ, ngay tiếp theo bên người trưởng lão đều là ngẩn người. Nhận thua, quá trực tiếp đi, đệ tử kia xoay người rời đi, trong miệng thầm nói quá không may đi. Đối đầu Mục Vân, này làm sao đánh a? Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là mỉm cười, quay người đi xuống lôi đài. Xem ra hôm qua đánh với Cổ Kiếm Phong một trận, ngược lại để hắn giảm bớt không ít phiền phức. Vòng thứ nhất, kết thúc, không chiến mà thắng, vào giờ phút này, Mục Vân đi xuống lôi đài, nhìn về phía những người còn lại so tài. Mạnh Túy, Tạ Thanh, Từ Hằng ba người, đối mặt đều là giới thánh cửu trọng đối thủ. Chỉ là ba người nhìn, đều là không tính quá gian nan. Mà Tỉnh Tử Dương bản thân liền là giới thánh cửu trọng, lại thêm thân là giới trận sư, song trọng cam đoan. Cuối cùng, Mục Vân ánh mắt, đến Cảnh Chiết trên thân. Hắn còn không có gặp qua Cảnh Chiết xuất thủ. Vào giờ phút này, Cảnh Chiết một tay chắp sau lưng, nhìn về phía thân trước người. Vị sư đệ này, ngươi, Cảnh sư huynh, ta biết không phải là ngươi đối thủ, nhưng là đã đến đài thượng, tóm lại là muốn thử một lần. Nghe đến lời này, Cảnh Chiết hơi sững sờ, lập tức cười cười, gật gật đầu. Đệ tử kia giây lát ở giữa cầm kiếm, trực tiếp giết ra. Cảnh Chiết vào giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay vung ra. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này phóng thích ra. Một trưởng vỗ ra, lực lượng hoàn mỹ dung hợp, giới lực trong khoảnh khắc phóng thích ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Cảnh Chiết thân thể bên trong, lực lượng phóng thích ra. Đệ tử kia kiếm trong tay tại lúc này, run không ngừng, không thể không lui lại, dỡ xuống Cảnh Chiết kia một cỗ lực đạo. Mục Vân thấy cảnh này, lại hơi hơi sững sờ. Cảnh Chiết thi triển thủ đoạn, rất là độc đáo. Lực lượng ngưng tụ ra, bộc phát cũng là cực kỳ bất đồng. Cho người cảm giác, càng là kỳ lạ quỷ dị. Phảng phất có thể đem lực đạo của mình, xâm lấn đến đối thủ thể nội, phá hư lực lượng của đối thủ bộc phát. Lại đến, đệ tử kia giờ phút này, cầm kiếm lại lần nữa giết ra. Cảnh Chiết vẫn y như cũ là một trưởng vỗ ra, trưởng phong nhìn như im ắng, có thể là tốc độ lại là cực nhanh. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lại lần nữa lui lại. Nhìn về phía Cảnh Chiết, lại là tràn đầy sự khó hiểu. Cảnh sư huynh thực lực cường đại, ta mặc cảm, ta thua, hai chiêu, hắn căn bản là không có cách chống cự, thậm chí là vô pháp nhìn ra Cảnh Chiết lực lượng vận dụng. Chênh lệch quá lớn, tiếp tục giao thủ xuống dưới, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cảnh Chiết chắp tay, mỉm cười, đi xuống lôi đài. Nhìn thấy Mục Vân nhìn về phía cái này, Cảnh Chiết cười nói, Mục sư đệ có thể nhìn ra cái gì rồi. Sư huynh đem lực đạo đánh vào đối thủ thể nội, đánh tan đối thủ lực đạo. Chỉ là, như thế nào đánh vào, chỉ sợ chỉ có giao thủ, là có thể đủ biết. Cảnh Chiết nhìn về phía Mục Vân, cười gật gật đầu. Muốn biết, liền làm đệ nhất. Cảnh Chiết vỗ vỗ Mục Vân bả vai nói, ta xem trọng ngươi, ngươi nếu là thật sự có thể thắng ta, thành vì thứ nhất, ta ngược lại là rất vui vẻ. Mục Vân nhếch miệng cười nói, đây chính là cảnh sư huynh chính ngươi nói. Hai người nhìn nhau, cười ha ha một tiếng. Không bao lâu, Từ Hằng cũng là đi xuống lôi đài. Gian nan thủ thắng a, Từ Hằng cười khổ nói, đoán chừng vòng tiếp theo, ta liền xong đời rồi. Ngươi nói như vậy, bị sư phụ nghe được, thiếu không được giáo huấn ngươi. Cái kia cũng không có cách nào a. Từ Hằng bất đắc dĩ nói, ta mới là giới thánh bát trọng cảnh giới. Mục sư đệ cũng là giới thánh bát trọng, ta có thể cùng hắn so sao. Từ Hằng nhìn một chút Mục Vân, một mặt im lặng nói. Hắn có thể cùng Mục Vân so sao. Trận đánh hôm qua, Mục Vân thực lực, quá mạnh. Vậy ngươi xem nhìn Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, nhưng cũng là giới thánh bát trọng cảnh giới. Nghe đến lời này, Từ Hằng càng là im lặng. Ba người này, liền không có một cái là bình thường tốt sao. Chương 3437, cái này còn để người sống sao? So tài vẫn còn tiếp tục, một ít trên lôi đài, thực lực sai biệt quá lớn, rất nhanh quyết ra thắng bại, có thể là một ít thực lực tương cận đệ tử, lại là hao phí chút thời gian. Chỉ là, không cần thời gian một nén nhang, toàn bộ so tài, vẫn y như cũ là kết thúc. 102 người, loại bỏ 51 người. Đương nhiên, cái này 51 người, còn là có cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như đánh bại bọn hắn người, tiến nhập trước 10 bên trong, vậy bọn hắn còn có thể có một lần khiêu chiến cơ hội. Nếu là đánh bại bọn hắn người,
không có tiến nhập trước 10, vậy bọn hắn cũng không có gì khiêu chiến cơ hội. Địa phàm viện trưởng giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía 51 người. Cửa này, 51 người, một người luân không, cảnh chiết, người luân không đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mặt đồng ý. Tuy nói Mục Vân, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong mấy người danh khí cũng rất lớn. Có thể là không thể không nói, cảnh chiết mới là danh khí lớn nhất kia một cái. Cảnh chiết luân không, thích hợp nhất, còn dư 50 người, hai người nhất tổ, tiếp tục quyết đấu. Địa phàm lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu điều tức. Mục Vân im lặng nói, trực tiếp như vậy. Tỉnh Tử Dương lại là cười nói, dù sao cuối cùng lựa chọn ra, chính là tối cường, không phục người, đều có thể khiêu chiến trước 10, ai cũng có cơ hội, hiện tại chính là đại khái tuyển ra phía trước đám người kia. Mục Vân gật gật đầu, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ 2 bắt đầu. Mục Vân lại lần nữa đi đến lôi đài, chờ đợi một lát, một thân ảnh, tại lúc này đi lên phía trước. Mục Vân, Đàm Phường, thanh niên kia nhìn thấy Mục Vân, cũng là tự giới thiệu. Đàm Phường, Mục Vân nhíu nhíu mày, cái tên này, tựa hồ là có phần quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, Mục Vân kịp phản ứng. Đàm Phường, địa đạo viện bên trên, xếp hạng đệ thập, cũng là lần này khá có cơ hội tham gia hai viện hội vũ đệ tử một trong. Đàm Phường vào giờ phút này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tại một vòng này, đụng phải Mục Vân, thực sự là quá không may. Hắn không cho rằng chính mình mạnh hơn Cổ Kiếm Phong, cho nên, bại cho Mục Vân, cũng là tất nhiên. Chỉ là, liền xem như muốn thua, cũng phải thua coi được chút. Vào giờ phút này, Đàm Phường vừa sải bước ra, bên ngoài thân, xuất hiện nhàn nhạt thanh sắc quang mang, ngưng tụ thành một bộ khải giáp, nhìn chằm chằm Mục Vân. Tới đi, Đàm Phường nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói. Mục Vân lúc này, cũng không lớn ý. Tịnh Tâm Nguyên Trưởng, một trưởng đẩy ra, trưởng phong như trong biển phóng túng, gió táp mưa rào, giây lát ở giữa giết ra. Đàm Phường vào giờ phút này, bàn tay vung ra, đạo đạo giới lực hội tụ, giây lát ở giữa hóa thành hung mãnh khí lãng, đối đầu Mục Vân. Oanh, một trưởng đối bính, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Đàm Phường lại là thân ảnh kịch liệt lui lại, một cỗ kỳ quái lực lượng, hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay, làm cho Đàm Phường như chim sợ cành cong. Thấy cảnh này, Mục Vân nhịn không được cười cười. Đây chính là phổ thông một trưởng, Đàm Phường không đến mức kiêng kỵ như vậy a. Hừ, Đàm Phường giờ phút này, thân ảnh lại lần nữa tới gần. Linh Nguyên Quỷ Trảo, một trảo dò xét ra, giới lực chen chúc mà tụ. Đàm Phường giờ phút này, thân trước giây lát ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo thanh sắc tấm thuẫn, ngăn cản trước người. Khanh, vết cào tại lúc này, đánh tới thanh sắc trên tấm chắn, vạch ra nhất đạo thanh quang. Có thể là thanh sắc tấm thuẫn, lại là tuyệt không triệt để tan tác. Mục Vân giờ phút này, thần sắc bình tĩnh, ma hung chú, lòng bàn tay tại lúc này, nhất đạo chú ấn, giây lát ở giữa đắp lên. Đàm Phường giây lát ở giữa ngưng tụ giới lực, hội tụ tại tấm thuẫn trước, ngăn cản kia chú ấn. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Đàm Phường sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Một kích này đối bính, hắn đã là rơi vào hạ phong. Mục Vân nhìn về phía Đàm Phường, cũng là ánh mắt hiếu kỳ. Cái này ra hỏa, có phần bản lĩnh. Nếu là bình thường giới thánh cửu trọng, cái này tam thức, đã bại. Có thể là Đàm Phường còn có thể kiên trì. Đã như vậy, Mục Vân giờ phút này, tay nắm chặt lại. Đạo đạo lực lượng, bộc phát ra. Cửu cực quy thiên thuật, một câu uống xong, cửu đạo ấn ký, giây lát ở giữa giết ra. Đàm Phường giờ phút này, càng là không dám khinh thường. Kia ngưng tụ thanh sắc tấm thuẫn, giây lát ở giữa chia ra làm cửu, ngăn cản tại trước người mình. Một tiếng ầm vang vang lên, đại địa phía trên. Đạo đạo tiếng bạo liệt, tại lúc này truyền ra tới. Đàm Phường thân thể, bốn phía vỡ ra, hư không run rẩy, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Thổi phù một tiếng, Đàm Phường tại lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui, nhập vào đến bên lôi đài giới bích bên trên, sắc mặt tái nhợt. Mục Vân thắng, một bên trưởng lão, tại lúc này tuyên bố, thua, Đàm Phường sắc mặt khó coi. Mục Vân có thể nói là gọn gàng, liền kiếm đều vô dụng. Hắn liền thua, chênh lệch quá lớn. Vào giờ phút này, Đàm Phường có phần khó mà tiếp nhận. Mục Vân nhìn về phía Đàm Phường, chắp tay, đi xuống lôi đài. Một vòng này, đến đây là kết thúc, cảnh chiết giờ phút này, đã là ở một bên chờ đợi. Đàm Phường có thể là địa đạo danh trước 10, người thế mà không sử dụng kiếm, đánh bại hắn, đoán chừng muốn tức chết. Cảnh chiết cười ha hả nói. Mục Vân lại là cười thần bí nói, cảnh chiết sư huynh, kỳ thật a, ta tối cường thật không phải là kiếm thuật, ta không lừa gạt ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Từ Hằng cũng là đến. Chỉ là thời khắc này Từ Hằng, lại là một mặt bất đắc dĩ. Thua,
Từ Hằng đắng chát cười nói, ai, sư phụ khẳng định phải mắng ta. Cảnh Chiết cùng Mục Vân hai người, đều là mở miệng thuyết phục. Ngay tại giờ phút này, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng là từng cái đi tới. Hai người các ngươi, thua không có, thua không có, Từ Hằng vội vàng nói. Thua, Tạ Thanh một mặt hiếu kỳ nói, vì sao lại thua, đối thủ yếu như vậy. Tạ Thanh, lời này vừa nói ra, mấy người bên cạnh, nhất đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Ta kế linh là không bằng ngươi, có thể là ngươi cũng không thể như thế dèm pha ta. Một tên thanh niên, nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt mang theo nộ hỏa. Từ Hằng giờ phút này, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Thanh. Tiểu tử ngươi, đánh bại là kế linh. Tạ Thanh cười cười nói, đúng vậy a, cái này ra hỏa, thật không cường. Từ Hằng giờ phút này, chỉ nghĩ đập đầu chết được rồi. Nhân gia tốt xấu là địa đạo viện đệ cửu, đánh bại ngươi hắn, còn nói hắn yếu. Quá không cho người ta mặt mũi. Cảnh Chiết không khỏi cười nói, địa đạo viện đệ cửu, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng hội là lần này đại biểu xuất chiến nhân vật một trong đâu. Tạ Thanh đánh bại kế linh, lại còn nói, quá yếu. Tạ Thanh nghe đến lời này, lại là bất đắc dĩ nói, là thật sự hơi yếu a. Mạnh Túy, người đây, Từ Hằng đã là không muốn cùng Tạ Thanh đối thoại, cái này ra hỏa, là thật sự không muốn mặt. Mạnh Túy gãi đầu một cái, cười nói, đối thủ của ta là Lê Xuân Thu. Nghe đến lời này, Từ Hằng vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, an ủi, Lê Xuân Thu địa đạo viện thập nhất vị, người gặp được hắn, thua cũng không oan uổng. Ai nói hắn thua, một thanh âm lại là tại lúc này vang lên, Tỉnh Tử Dương giờ phút này đi tới, cười nói, Mạnh Túy lợi hại đâu, ta ngay tại hắn sát phách, tận mắt thấy hắn đem Lê Xuân Thu đánh bại, Lê Xuân Thu đến bây giờ đều không có chậm tới đâu. Nghe đến lời này, Từ Hằng triệt để ngốc tại chỗ. Làm nửa ngày, liền hắn thua, địa đạo viện đệ thập nhất Lê Xuân Thu. Địa đạo viện đệ thập Đàm Phường, địa đạo viện đệ cửu kế linh, phân biệt bại cho Mạnh Túy, Mục Vân, Tạ Thanh ba người. Cái này còn để người sống sao? Chương 3438, Chiến Diệp Thanh Phỉ. Vẫn luôn coi là, liền Mục Vân đủ để người kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, thế mà cũng mạnh như vậy. Tỉnh Tử Dương giờ phút này cười nói, còn tốt không có gặp được ngươi nhóm, không phải vậy, ta phải thua trận. Mạnh Túy gãi đầu một cái nói, ta nhìn thấy Tỉnh sư huynh xuất thủ. Người đối thủ là đệ bát Từ Phương A. Nữ nhân kia bị ngươi đánh bại, ánh mắt kia hận không thể ăn ngươi đâu. Giờ khắc này, mấy người nhìn nhau, tất cả mọi người là cất giấu chứa, nói không muốn mặt, kia thật là đều không cần mặt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà một bên, Từ Hằng đã là ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Này một đám, đều là cái gì xúc sinh A, Từ Hằng vào giờ phút này, đã vô tâm đi so với. Tâm mệt mỏi, vòng thứ hai so tài, kết thúc thời gian dài một ít. 50 người, lựa chọn ra 25 người. Mà cái này 25 người, tăng thêm vừa rồi luân không cảnh chiết, góp đủ 26 người. Này 26 người, tiến hành một vòng cuối cùng so tài. Lựa chọn ra 13 vị. Cái này 13 vị, tiếp nhận trước đó kẻ bại khiêu chiến, cuối cùng, ổn định lại 13 người, lại tiến hành xếp hạng. Vào giờ phút này, địa phàm nhìn về phía 26 người. Một vòng cuối cùng, chúc các ngươi may mắn. Một câu rơi xuống, địa phàm vào giờ phút này, cũng không còn là xem kịch. Dưới mắt tiết kiệm đến 26 người, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm cấp bậc đệ tử, vì xung kích cuối cùng danh ngạch, so tài thời điểm, chỉ sợ là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong, cho nên hắn cần tọa chấn, cẩn thận từng ly từng tí. Vào giờ phút này, 26 đạo thân ảnh, đều đứng tại hàng đầu. Lôi đài, chỉ còn lại 13 tòa. 13 tòa lôi đài, đồng thời bắt đầu. Chư vị, toàn lực ứng phó cố nhiên là tốt sự tình, có thể là nếu là thương căn cơ, vậy chỉ sợ là cho các ngươi là bất lợi. So tài bắt đầu đi, địa phàm một câu rơi xuống. 26 người dãy số bài bên trong, đều là xuất hiện đối ứng lôi đài số lượng. Mục Vân vào giờ phút này, leo lên lôi đài. Tại hắn đối diện, một thân ảnh, giờ phút này đã là leo lên lôi đài. Đó là một nữ tử, một bộ hắc sắc váy dài, bao vây lấy động lòng người thân thể. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy Mục Vân, cũng là hơi sững sờ. Diệp Thanh Phỉ, địa đạo viện vị thứ hai. Giờ khắc này, bốn phía đều là bộc phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Mục Vân cùng Diệp Thanh Phỉ, thế mà tại sắp tiến nhập cửa ải cuối cùng thời điểm, đụng phải. Cảnh Chiết thấy cảnh này, cũng là hơi sững sờ. Cái này hạ, có ý tứ a, Cảnh Chiết nhịn không được cười cười. Một bên khác, Tạ Thanh thấy cảnh này, càng là cười cười. Thế nào không phải ta gặp được đâu? Diệp sư tỷ, thật xinh đẹp a. Ta khẳng định là không nỡ ra tay độc ác, nhưng là Mục Vân. Chỉ biết thương hắn nữ nhân,
cũng sẽ không lưu tình. Tứ phương đệ tử, đều là biểu hiện bất đồng. Mục Vân nhìn về phía Diệp Thanh Phong, cũng là sắc mặt có phần cổ quái. Hôm qua khiêu chiến Cổ Kiếm Phong, kia là muốn lập uy. Có thể hôm nay đụng phải Diệp Thanh Phỉ, thật đúng là ngoài ý liệu. Diệp Thanh Phỉ nhìn một chút Mục Vân, Mục sư đệ, không nghĩ tới tại địa phương này gặp được ngươi. Diệp Thanh Phỉ thanh âm phá lệ êm tai, nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói, không cần lưu thủ, ta yếu bại trong tay ngươi, còn có cơ hội, tiến nhập trước 10. Ngươi yếu thua trong tay của ta bên trong, ta nghĩ, ngươi cũng là có cơ hội. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, bắt đầu đi. Đạo đạo lực lượng, bộc phát ra, thân thể bên trong, một cỗ khí tức, tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này, thể nội một cỗ cực hạn khí tức, cũng là phóng thích ra. Bá, hai người không tại rông dài, giây lát ở giữa xuất thủ, thẳng hướng lẫn nhau. Oanh, một tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, hai thân ảnh, giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này rút lui, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Một bên khác, Diệp Thanh Phỉ đồng dạng không dễ chịu. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Thanh Phỉ, lại là ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thanh Phỉ công kích, rất kỳ lạ. Một quyền giết ra, bình thản không có gì lạ, có thể là làm đụng chạm lấy quyền phong thời điểm, lại là có thể cảm giác được, một cỗ khoa trương lực lượng bộc phát. Loại lực lượng kia, rất cực hạn, phảng phất là Diệp Thanh Phỉ đem tự thân lực lượng, thi triển đến cực hạn bộc phát. Diệp Thanh Phỉ nhìn về phía Mục Vân, thản nhiên nói, ta tu hành thánh quyết. Chính là cực ý thánh nguyên quyết. Pháp quyết này chỉ nói cứu một chữ, cực. Đối bất luận cái gì vũ quyết bộc phát, đều là truy cầu một cái cực hạn, quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, cũng sẽ ở pháp quyết này tăng phúc hạ, trở nên cực hạn bộc phát. Người có thể ngăn cản xuống tới, khó trách có thể đánh bại Cổ Kiếm Phong. Bất quá, ta khuyên ngươi, tiếp xuống, còn là toàn lực ứng phó tương đối tốt, kiếm thuật của ngươi, ta rất nghĩ lĩnh giáo một chút. Nghe được sau đó, Mục Vân lại là nhịn không được cười cười. Diệp sư tỷ, kiếm thuật, thật cũng không phải là ta thủ đoạn mạnh nhất. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân trước ba đạo ấn ký, tại lúc này bộc phát. Tam cực quy thiên thuật, ba đạo ấn ký, giây lát ở giữa vi hướng Diệp Thanh Phỉ. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Phỉ thân thể vừa lui, lại là một trường, trực tiếp đánh ra. Khanh, trường ấn cùng ấn ký va chạm, Mục Vân kia ấn ký, tại lúc này giây lát ở giữa sụp đổ. Lục cực quy thiên thuật, chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là không hề lui lại. Trực tiếp một trường, lại lần nữa đánh ra. Bịch một tiếng, tại lúc này nổ tung, lục đạo ấn ký, giây lát ở giữa súng lại hướng Diệp Thanh Phỉ. Diệp Thanh Phỉ mỉm cười, khóe miệng mang theo một vòng tự tin. Còn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi. Diệp Thanh Phỉ chân thành nói. Tốt, Mục Vân giờ khắc này, hai tay nắm chặt, giây lát ở giữa triển khai, cửu đạo ấn ký, trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh, kia cửu đạo ấn ký, tại lúc này càn quét trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Cửu cực quy thiên thuật, vạn nguyên quy thiên thuật quyển thứ ba, cửu thức công kích, đều là cường hoành. Nhưng là, ba thức đầu, bên trong tam thức, ba thức sau, lại là có nhất định chất biến trình độ. Tam cực quy thiên thuật, lục cực quy thiên thuật, cửu cực quy thiên thuật, tam, lục, cửu đẳng cấp, không chỉ là ấn ký số lượng biến hóa, càng là ấn ký bản nguyên lực biến hóa. Vào giờ phút này, cửu cực quy thiên thuật đem Diệp Thanh Phỉ quay chung quanh. Diệp Thanh Phỉ đấm ra một quyền, cửu đạo ấn ký run rẩy, lại là không có triệt để vỡ ra. Diệp Thanh Phỉ giờ phút này lại là không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Cực ý thánh nguyên quyết, cực ý thánh trảm, một câu uống xong, Diệp Thanh Phỉ bàn tay tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ thành đao. Đao phong lóe lên, chém vào đến một màn kia ấn ký phía trên. Oanh, ấn ký run rẩy, tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Diệp Thanh Phỉ lại là giây lát ở giữa, hai tay hóa thành đạo đạo đao phong. Tại lúc này trực tiếp chém ra. Khanh khanh khanh, không ngừng bộc phát ra kim loại giao minh âm thanh, Diệp Thanh Phỉ bốn phía, kia cửu đạo ấn ký, dần dần khốn không được nàng thân ảnh. Mục Vân giờ phút này, cũng là thở ra một hơi. Diệp Thanh Phỉ thực lực không kém, nếu là cái này cửu cực quy thiên thuật thật vây khốn nàng, ngược lại để Mục Vân khá có phần thất vọng. Phá, một tiếng khẽ kêu, tại lúc này vang lên, Diệp Thanh Phỉ thân ảnh phá văn mà ra, nhìn về phía Mục Vân, lại là mang theo cẩn thận. Nếu như ngươi là giới thánh cửu trọng, lần này, liền có thể vây khốn ta. Diệp Thanh Phỉ cực kỳ chân thành nói. Khó trách, Cổ Kiếm Phong hội thua ở Mục Vân trong tay. Không nói đến kiếm thuật, vẻn vẹn là cái môn này vũ quyết thi triển, Mục Vân mang theo cho người áp lực, liền cũng đủ lớn. Chương 3439, Nguyên Âm Ấn. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Diệp Thanh Phỉ,
cười nói, Diệp sư tỷ, vậy kế tiếp, ta cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Thanh Phỉ từ từ nói, sớm nên như thế. Vào giờ phút này, nàng cũng là toàn thần cảnh giới, lại không chủ quan. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mục Vân, Diệp Thanh Phỉ sắc mặt trở nên lạnh lùng xuống tới. Thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay đầu ngón tay, đạo đạo giới lực, không ngừng nhảy động, tùy thời chuẩn bị ứng đối Mục Vân công kích. Nhìn thấy Diệp Thanh Phỉ bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, đúng là không có gì đáng giá do dự. Nội tâm tại lúc này, trở nên bình tĩnh, lạnh nhạt. Hai tay, đạo đạo giới lực tụ tập, mà theo Mục Vân ngưng tụ, Diệp Thanh Phỉ đáy lòng run lên. Một cỗ khác khí tức, tại lúc này hội tụ, thậm chí là để nàng cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Nếu như mặc cho Mục Vân ngưng tụ thành công, nàng khả năng hào không sức chống cự. Diệp Thanh Phỉ ánh mắt tại lúc này, dần dần bình tĩnh. Chảm, không thể cho Mục Vân thời gian này. Bá, Diệp Thanh Phỉ thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Một tiếng ầm vang, bộc phát ra. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân thân ảnh lui lại. Hai tay lại là vẫn tại hội tụ lực lượng. Những lực lượng kia, dần dần ngưng tụ thành một đạo ấn ký. Nhất đạo nhìn, bất quá là lớn chừng bàn tay ấn ký, tại lúc này xuất hiện. Sẽ không cho ngươi cơ hội, ngưng tụ thành công. Diệp Thanh Phỉ quát, kia có thể không phải do ngươi. Mục Vân giờ phút này, lại là cười cười. Tứ tượng hóa thiên trận, một câu uống xong, giây lát ở giữa, 9.000 đạo giới văn, ngưng tụ mà ra, một tòa đại trận, tại lúc này ầm vang tụ tập. Rãnh, dưới đài, Từ Hằng nhịn không được mắng một cái. Là thật sự nhịn không được, Mục Vân ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, giới văn thế mà gia tăng đến 9.000 đạo. Nói đùa sao, cái này ra hỏa, một hơi trực tiếp siêu việt hắn. Cái này không phải nói nhảm là, mà quan chiến khu vực bên trong, địa phàm viện trưởng càng là ngạc nhiên. 9.000 đạo giới văn, Mục Vân, sắp tiếp cận tứ cấp giới trận sư, tiểu tử này, tiến bộ không thể tưởng tượng, cảnh giới đề thăng tấn mãnh, thiên phú yêu nghiệt, ngược lại là còn có thể lý giải. Có thể là giới văn ngưng tụ tốc độ, thế mà cũng nhanh như vậy, cái này rất bất khả tư nghị. Cái này là nguyên nhân gì? Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía bị khốn trận bên trong Diệp Thanh Phỉ, hai tay ở giữa, cái kia đạo đạo giới lực, vẫn tại hội tụ. Đáng chết, Diệp Thanh Phỉ giờ phút này, sắc mặt cũng khó nhìn. Bị Mục Vân âm, quên cái này ra hỏa, còn là một vị giới trận sư. Cho dù Mục Vân ngưng tụ kia đại sát chiêu, cần thời gian, có thể là sớm bày trận, đem đối thủ vây khốn. Cho hắn giảm sóc thời gian, ngừng tụ kia sát chiêu, cũng là có thể. Cái này ra hỏa, đã sớm nghĩ kỹ. Trên thực tế, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cuối cùng tam thức, uy lực rất mạnh rất mạnh. Nhưng là, cần thời gian đến chuẩn bị, cũng không phải nhất định cần thời gian, mà là Mục Vân chưa nắm giữ chính xác lực lượng. Nếu là thuần thục, giây lát ở giữa kết ấn, bộc phát mới là tối cường. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ cặp mắt mang ngưng tụ. Tam cấp cao giai giới trận. Vây khốn ta, vậy ta ngay tại cái này trận bên trong chờ ngươi đến công. Diệp Thanh Phỉ cũng là lại không đi chống cự, cái này trận pháp chỉ là vây khốn nàng, cũng không phải giết nàng. Mục Vân lớn nhất sát chiêu, là dưới mắt tại chuẩn bị. Đến cùng là cái gì, nàng không hề biết, đã như vậy, chẳng bằng, dùng bất biến ứng vạn biến. Một câu uống xong, Diệp Thanh Phỉ thể nội, đạo đạo giới lực hội tụ. Cực ý thần khải, từng đạo giới lực, hội tụ khải giáp, bao trùm toàn thân. Kia tứ tượng hóa thiên trận, công kích lực lượng, bị khải giáp bên ngoài, đều ngăn cản lại tới. Tam cấp giới trận, trừ phi là đỉnh tiêm vạn đạo giới văn, nếu không là vô pháp làm bị thương nàng. Diệp Thanh Phỉ lẳng lặng chờ đợi Mục Vân công kích đến. Ông, vào giờ phút này, Mục Vân thể nội, phảng phất một cỗ lực lượng, viên mãn vận hành kết thúc. Xem ra, kết thúc, Diệp Thanh Phỉ dương mắt nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân chân thành nói, Diệp sư tỷ, cẩn thận, một chiêu này uy lực. Ta cũng nói không chính xác. Diệp Thanh Phỉ sắc mặt trải qua biến hóa, mà lúc này giờ phút này, kết thúc so tài, đi xuống lôi đài Cổ Kiếm Phong, ánh mắt lập tức hội tụ cái này. Bởi vì Mục Vân cùng Diệp Thanh Phỉ giao thủ, hắn không kịp chờ đợi muốn chứng kiến, cho nên đối mặt đối thủ, cũng không có gì nói nhảm, trực tiếp đánh bại. Còn tốt, bắt kịp, Cổ Kiếm Phong giờ phút này, nhìn về phía lôi đài. Mục Vân đến bây giờ, chưa thi triển kiếm thuật sao? Một bên, Từ Hằng nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Cái này ra hỏa, kiếm thuật cường đại như thế, nếu là vận dụng kiếm thuật, chỉ sợ Diệp Thanh Phỉ rất khó thủ thắng. Từ Hằng nghe đến lời này, cười nói, hiện tại xem ra, Diệp Thanh Phỉ sư tỷ cũng rất khó thủ thắng. 9.000 đạo giới văn tam cấp giới trận sư,
phối hợp kiếm thuật, đoán chừng Mục Vân cũng có thể đánh bại Diệp sư tỷ. Chỉ là cái này ra hỏa, tựa hồ đang thi triển những giới khác quyết. Nghe đến lời này, Cổ Kiếm Phong giờ phút này cũng là ngẩn người. Mục Vân, thi triển những giới khác quyết, chính mình cả đời, đều là trầm mê kiếm đạo, có thể là kiếm đạo, đối với Mục Vân đến nói, lại là hắn trưởng thành trên đường một cái thủ đoạn, mà không phải toàn bộ thủ đoạn. Dù vậy, hắn vẫn y như cũ là bại cho Mục Vân. Cái này đột nhiên thanh danh vang dội Mục Vân, lần này nói không chừng thật có thể, mang lĩnh địa đạo Việt, chiến thắng này thiên đạo Việt. Cổ Kiếm Phong nội tâm, cũng không có bởi vì thua ở Mục Vân thủ hạ, mà ghen ghét Mục Vân. Hôm qua thua, cùng Mục Vân giao lưu phía dưới, hai người xem là thật có một loại chi kỳ cảm giác. Mục Vân đối kiếm thuật lý giải, đối hắn sinh ra phá lệ ảnh hưởng. Dạng này người, không có cách nào để hắn ghen ghét, chỉ là cảm thấy không bằng thôi. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo một tia bình tĩnh. Diệp sư tỷ, đắc tội. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay hợp một, nguyên âm ấn, sát na, song trưởng kết hợp, giây lát ở giữa kéo ra, một đạo ấn ký, trống rỗng xuất hiện. Kia ấn ký, bất quá là lớn chừng bàn tay, có thể là nhìn kỹ lại là bên trong chứa càn khôn. Phía trước, địa phàm viện trưởng sắc mặt biến hóa, địa hoàn tại bên cạnh người, cũng là thần thái ngạc nhiên. Cái này, là tam phẩm giới quyết sao? Địa hoàn thất thố nói. Vâng, địa phàm viện trưởng sững sờ nói, tiểu tử này, lúc nào trưởng khống bá đạo như vậy giới quyết? Cũng không phải là xuất từ ta Ngọc Đỉnh Viện, kia ấn ký bên trong, ta hơi cảm nhận được, không dưới hơn vạn đạo giới lực sợi tơ tổ hợp, quấn quanh, đặt song song. Khó trách cần chuẩn bị lâu như vậy thời gian. Địa hoàn giờ phút này lần nữa nói, tiểu tử này, thật sự là yêu nghiệt, đại ca, người xác định, hắn đến Ngọc Đỉnh Viện, không có ý đồ khác sao? Địa phàm trầm ngâm nói, kẻ này cùng Tạ Thanh hai người, lai lịch không biết, kia Mạnh Túy điều tra qua, đúng là Đông Hoa vực người, hai người này, bởi vì cùng Ô Diễm kết oán, tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện, có thể là đến cùng đến từ nơi nào, lại là không biết. Nhưng là ban đầu, hai người cũng xác thực chỉ là giới vương cảnh giới. Nếu là thế lực khác gian tế, kia không khỏi, quá bỏ được dốc hết vốn liếng, đem cái này hai vị thiên kiêu, phải tới làm gian tế, nếu là bị chúng ta phát hiện, kia đó là một con đường chết. Nghe đến lời này, địa hoàn cũng là gật gật đầu. Xem trước một chút đi, địa phàm lần nữa nói, viện trưởng tựa hồ hiểu rõ cái gì, các loại hai người tiến nhập thánh tử viện, viện trưởng hẳn là sẽ cùng bọn hắn nói chuyện. Viện trưởng, Thương Minh, muốn tìm hai người nói chuyện, không có khoa trương như vậy chứ, coi như hai người thành vì giới tôn, đối Ngọc Đỉnh Viện cũng không được tính quyết định hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.